Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe hai tập truyện của tác giả Ngân và tác giả Kiến Lương. Ngân thì như Thuận cũng đã nói rồi, là một người em trong ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và bạn Ngân thì chuyên làm nhiệm vụ đó là mua truyện của các tác giả. Sau đó bạn sẽ là người chỉnh sửa về lỗi chính tả, rồi chỉnh sửa về nội dung, nếu cảm thấy chưa phù hợp thì sẽ nói lại cho các tác giả. Nói chung bạn là người lo cái bộ phận là lựa chọn truyện. Tất cả những cái sản phẩm chất lượng trên kênh, những cái sản phẩm hay thì đều phải qua tay của tác giả Ngân hết. Và Ngân cũng là một người có năng khiếu viết truyện rất là tốt, đã viết rất là nhiều câu chuyện đăng trên kênh rồi, và chuyện nào cũng được mọi người rất là yêu thích, mọi người để ý và cũng như là mong muốn được nghe những câu chuyện tiếp theo của Ngân. Thì không biết là câu chuyện ngày hôm nay của Ngân sẽ như thế nào, có làm hài lòng tất cả quý vị hay không thì mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nằm khuất sau ngọn đồi đầy sỏi đá, tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp phố thị, là thôn đoài hẻo lánh. Giữa hàng chục ngôi nhà mái lá nằm san sát nhau, có một ngôi nhà nổi bật với ngói đỏ. Của ăn của để đuề huề là gia đình lão Lâm. Lão ta vừa tròn 50 tuổi, nhưng mà trông người ngợm vẫn còn khỏe mạnh lắm. Trước đây lão sống ở phố huyện, nhưng vì một vài biến cố mà rời về thôn đoài để sinh sống, ngót nghét cũng đã hơn chục năm. Khắp cái thôn này không ai là không biết lão Lâm Thẹo. Lý do người ta gọi lão như vậy là vì ngay bên mắt trái của lão là một vết sẹo dài kéo từ chân mày xuống đến gò má. Trên đó chẳng khác gì con giun nằm vắt trên mặt. Đám con nít thấy lão thì phát ré, đứa nào đứa nấy tái mặt không dám ngước nhìn lão. Bởi vì vẻ ngoài của lão không những ghê gớm mà tính cách của lão cũng rất hung dữ. Vợ lão là bà Tú Béo cũng không khác gì chồng. Người đàn bà nổi tiếng chua ngoa, chát chúa, nhưng lại cực kỳ thích trẻ con. Được cái nhà lão giàu nhất vùng, ấy vậy mà hai vợ chồng Lâm Thẹo lấy nhau đã mấy chục năm, mãi mà chẳng có được muộn con nào. Bà Tú sợ mai đây khi vợ chồng bà chết đi, của cải trong nhà không biết để cho ai, họa chăng thì người làng họ lấy mất, chứ chết rồi giữ sao được. Bà ta lo đấy, hỏi han hết người này người khác để tìm kiếm thầy bà, dò hỏi xem có ai chữa trị hay vái lại thế nào để có được đứa con mà nối dõi, trai gái gì cũng được tất. Trái ngược với hoàn cảnh giàu có của nhà lão Lâm, thì nhà anh Tứ lại chật vật với bảy miệng ăn. Anh lấy vợ từ lúc 19 tuổi, vợ anh là chị Nhàn kém hơn 3 tuổi. Lấy nhau đến tận bây giờ đã là 22 năm, có với nhau tận 5 mặt con. Tuy vậy gia cảnh lại vô cùng khó khăn. Cả hai vợ chồng làm ra bao nhiêu cũng không đủ. Con thì bữa no bữa đói. Đã vậy anh Tứ lại hay say xỉn. Mỗi lần như thế lại lôi chị Nhàn ra mà đánh. Trước đây anh nổi tiếng là người đàn ông giỏi giang hiền lành, chịu thương chịu khó. Nhưng vì cái nghèo cái đói cứ vây lấy mà anh gần như sống buông thả, giao luôn số phận cả 7 người cho ông trời định đoạt. Người trong làng cứ nghĩ là vì chị Nhàn không sinh được con trai nên anh Tứ chán nản mới đâm ra tệ bạc. Cũng vì đám đàn ông trong làng cứ hay nói kháy, khinh bỉ anh. Nào là còn vợ mày tuy mắn đẻ nhưng chẳng đẻ được con trai. Lại là vì giời, chẳng được cái tích sự gì. Bỏ quách cái con vợ không biết đẻ của mày đi. Đi với tao, tao kiếm cho vài mối ngon, chẳng mấy chốc mà bòn được thằng cu. Bọn họ nói xong thì cười lên sung sướng, chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt anh Tứ bây giờ đã nhăn hết cả lại. Một lần nọ trong họ có việc, từ trước đến nay trong dòng họ nhà anh có quy định nếu người nào không đẻ được con trai thì ăn ngồi mâm dưới, còn là chân sai vặt của cả họ. Nhiều lần có tiệc tùng anh Tứ đều ái ngại không muốn đi, bởi có đi cũng bị người ta xỉ vả cho đen mặt. Đã vậy chẳng tốt đẹp gì khi bị người này người kia xoáy vòng vòng để sai hết cái này đến cái khác. Thằng Tứ, cái thứ nhà mày không đẻ được con trai thì ngồi dưới kia. À mà khoan đã, chạy đi mua thêm mấy lít rượu, nhánh cái chân lên. Anh Tứ tiểu nghỉu đáp. Tôi đi ngay. Ông ta dường như không muốn buông tha cho anh nên bồi thêm. Này nhá, việc họ việc hàng chứ chẳng phải việc nhà tôi mà mặt mũi anh hầm hầm như thế nhá. Anh tớ mặc kệ lời lão trưởng họ văng văng bên tai, cúi mặt bỏ đi một mạch. Anh cũng mệt mỏi chán nản lắm chứ, nhưng chuyện của dòng tộc nếu không đi thì không phải phép. Có lần anh trốn việc tìm cớ vắng mặt thì bị trưởng họ của trách, bắt phạt. Anh Đinh Văn Tứ, tôi nhắc cả tên lẫn họ của anh là để anh nhớ. Anh vẫn là còn con cháu trong họ. Vậy mà anh không biết điều. Việc dòng tộc quan trọng thế này mà lại vắng mặt là sao hả? Có quá nhiều người đứng đó chỉ trỏ vào anh. Anh cũng chỉ biết cúi đầu mà chịu trận. Tôi sai, tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện đó. Nếu sai mà biết sửa thì tốt, nhưng mà để chuộc lại lỗi lầm với tổ tiên, anh phải làm hẳn một con lợn để cúng tổ. Anh có ý kiến gì không? Một người trong đám đông lên tiếng. Hắn tên Lãm. Trước giờ không thích anh Tứ, bởi ngày xưa hắn đem lòng yêu chị Nhàn, nhưng chị một mực từ chối. Hắn vì không có được tình cảm của chị, đã vậy chị Nhàn còn lấy anh Tứ. Dần dần hắn ghét anh ra mặt. Bản thân anh cũng hiểu nguyên nhân lý do bắt đầu từ đâu. Thừa nước đục thả câu, hắn đứng ra giữa sân mà nói lớn. Thưa mọi người, chuyện này của anh Tứ nhẽ ra phải bị đuổi ra khỏi dòng tộc mới đúng. Nếu chỉ làm sai mà bị phạt lấy một con lợn như thế thì quá nhẹ. Rồi sau này người nào cũng như anh Tứ đây thì còn đâu là tôn nghiêm của dòng dõi nhà họ Đinh ta nữa. Tôi nói vậy mọi người thấy sao? Thời bấy giờ nếu bị đuổi khỏi họ thì mang nhục cả đời, còn bị người ta khinh thường. Từ lúc bị trưởng họ trách mắng trước mặt rất nhiều người, anh Tứ uất ức nhưng lại chẳng làm gì được. Thế là anh đến quán rượu đầu ngõ uống cho thật say. Khi về đến nhà thì trời đã tối đen. Lúc này chị Nhàn đang cho con út ăn. Thấy vợ cứ thế mắng chửi mấy đứa trẻ vì không chịu ăn thì khó chịu ra mặt. Còn phần chị Nhàn thấy chồng vắng mặt cả ngày, lại say xỉn, chân nọ đá chân kia thì tức tối. Lão chồng chết tiệt, đi đâu cả ngày vậy hả? Cơm nước con cái không ai lo. Ông sướng quá nhỉ? Suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu là giỏi, chẳng làm được cái tích sự gì. Sẵn cơn điên trong người, lại nghe thêm mấy lời chỉ trích của vợ thì anh sôi máu lắm, ném thẳng chai rượu trong tay ra giữa sân vỡ tan tành. Anh hùng hục chạy lại phía chị Nhàn, nắm lấy đầu tóc của chị mà giật ngửa ra sau, tiện tay tát đùng đốp vào mặt vợ. Vừa đánh anh vừa nghiến răng nghiến lợi chửi. Còn khốn này, mày dám chửi tao à? Mày ngon rồi, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào. Mỗi câu khốn kiếp chó má là một cú đạp cú đấm xuống thân thể chị Nhàn. Mới dạo đầu chị còn chống trả, nhưng sức lực của chị làm sao chống chọi nổi. Mấy đứa con gái thấy mẹ bị đánh thì chạy lại can. Có đứa thì bị xô cho ngã dúi dùi, có đứa vì ôm lấy mẹ mà bị đòn thay. Miệng đứa nào đứa nấy gào khóc xin cha tha cho mẹ nó. Trông thấy cảnh đấy ai mà không thấy tội nghiệp sao được. Sau khi đánh chửi cho thỏa cơn tức trong người, anh chỉ thẳng vào mặt vợ cảnh cáo. Khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng, để tao nghe thêm mấy lời như thế nữa thì đừng có trách tao. Cái đồ đàn bà ngu. Chị Nhàn nằm quằn quại giữa sân vì đau đớn. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Chị đau lòng, đau luôn cả thể xác. Chẳng biết từ khi nào mà chồng chị từ một người đàng hoàng tử tế nay lại cục xúc và vũ phu như thế. Cũng từ đó mà chị Nhàn cam chịu. Thấy chồng có nhậu say cũng chẳng dám lên tiếng, bởi chị cũng sợ bị đánh, sợ mấy đứa con bị tổn thương. Nhưng anh Tứ hình như không chịu hiểu. Cứ thấy mấy mẹ con chị lại tức tối. 3-4 ngày căn nhà mái lá lại nhốn nháo vì tiếng cãi cọ, chửi bới. Người trong thôn cũng ngán ngẩm, ai rồi cũng làm ngơ. Có người trách chị Nhàn sao ngu ngốc, cứ mãi chịu đựng như thế. Con Đen là chị cả, năm nay đã 18 tuổi. Nó thấy cảnh bố mẹ đánh nhau thì buồn chán. Có lần nó tức quá mới ném thẳng con dao về phía cha nó. Nó nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lớn tiếng. Đào đó, chả muốn đâm muốn chém thì cứ việc. Suốt ngày say xỉn rồi về đánh đập hành hạ vợ con mà cha không biết nhục hả cha? Mẹ con làm gì sai mà cha hết lần này đến lần khác đọa đẩy như thế? Nếu vì chuyện không đẻ được con trai thì đâu phải lỗi một mình mẹ. Cha lớn rồi, đừng có nghe mấy lời nói của người ta rồi về nhà làm loạn. Cha có giỏi thì mắng chửi, chỉ thẳng vào mặt những người khinh thường cha ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cái Đen nó nói ra những lời đau lòng này. Từ nhỏ dù gia đình nó nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng chúng nó được mẹ dạy dỗ đàng hoàng về lễ nghi phép tắc. Nhưng đến hôm nay, vì cha nó quá đáng vô lý thì nó đã phá bỏ hết mọi thứ, phá bỏ quy tắc đạo lý làm con mà mẹ nó ngày đêm nhắc nhở. Điều nó muốn là thay mẹ nó lên tiếng, để cha nó hiểu những gì cha nó làm trong thời gian qua là sai trái. Nhưng nó đâu ngờ, những gì nó nói ra không những khiến anh Tứ hiểu mà thay đổi, ngược lại anh còn phát điên hơn. Khi cái đèn vừa dứt câu thì đã ăn ngay cái tát trời giáng của cha nó. Giỏi, giỏi lắm, nuôi mày lớn để mày trở mặt dạy đời tao à? Cái đèn ôm một bên má bị tát đỏ ửng, trừng mắt nói: Con không dám dạy cha, nhưng cha thử nghĩ từ khi nào mà cha trở nên tệ hại như vậy. Trước đây gia đình mình có đói có khổ cũng đâu đến nỗi lục đục như bây giờ. Đúng là lúc nóng giận người ta không phân biệt được đúng sai phải trái. Anh Tứ chẳng thèm để những lời nói của con gái vào tai. Anh còn định nhào đến đánh cho nó mấy cái thì bị chị Nhàn ngăn lại. Chị quỳ rạp xuống cầu xin chồng: Mình ơi, tôi xin mình, còn nó còn dại chưa hiểu chuyện, có gì mình từ từ nói. Cái đèn nó mặc kệ mẹ nó van xin thế nào, hôm nay dù có bị đánh chết nó vẫn phải nói cho cha nó tỉnh ngộ. Anh Tứ nóng nảy không chịu được đả kích từ con gái, trên tay cầm lăm lăm con dao mà chĩa vào cái đen. Chị Nhàn sợ quá liền kéo con ra sau. Bà bốn đứa trẻ còn lại cũng chạy lại giữ chặt lấy cha nó. Tiếng chửi bới quát tháo, tiếng la khóc cầu xin vang dội cả một vùng. Ai đi qua cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thấy tình hình có vẻ căng, sợ xảy ra án mạng, nên một vài người đàn ông trong xóm vội chạy vào can ngăn. Trong đó cũng bao gồm những người đã từng dùng lời nói khó nghe khiêu khích anh Tứ, khiến anh mới thành ra như thế. Tuy vậy gia cảnh nhà anh bây giờ chỉ làm thêm trò cười cho họ, chứ chẳng ai thấy hối lỗi vì những lời nói tưởng chừng là bông đùa của mình. Đôi ba người đứng đấy còn cười nhạo, có người độc địa còn khuyên: Chúng mày can làm mẹ gì, thằng Tứ nó nhát lắm, chỉ giỏi chửi thế chứ chẳng có dám ra tay đâu. Ai nghe thấy cũng nhíu mày khó chịu, bởi ông Tình là người chuyên thêm dầu vào lửa. Hễ nhà ai có chuyện gì là lão liền chen vào, không nói được lời nào hay ho, nên hầu như khắp đầu làng cuối xóm chẳng ai thèm giao du với lão. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng anh Tứ cũng chịu buông dao. Hai ba người đàn ông phải dỗ cho anh ngủ rồi mới yên tâm về nhà. Lúc đi ngang cái đen, một người trong đám còn dúi trên trán nó một cái: Có lớn mà chẳng có khôn, ai lại đi cãi với người say làm gì, khổ thân. Nó nghe vậy thì tức lắm. Khi đen định bật lại thì chị Nhàn đã vội ngăn. Chị lúc nào cũng vậy, chịu đựng, nhẫn nhịn, mặc dù biết những người đó là những kẻ chuyên lấy chuyện nhà chị ra để bàn tán khiêu khích chồng, nhưng ngoài mặt chị vẫn gượng cười, cúi đầu cảm ơn họ cho phải phép. Xong xuôi đầu đấy, chị cùng cái đen đi vào trong bếp nấu thức ăn cho đám trẻ. Nhưng đồ ăn giờ có ngon đến đâu thì cả sáu mẹ con cũng chẳng thể nào nuốt nổi. Con nhị, con tam vẫn còn thút thít khóc. Chị Nhàn thấy các con như vậy thì ruột gan quặn thắt. Chị thầm cầu trời khấn Phật cho anh Tứ chồng chị tỉnh ngộ, trở lại là một người cha, người chồng hiền lành, mẫu mực. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ của chị và các con mà thôi. Anh Tứ ngày nào còn ở đây, còn gặp những con người chuyên đặt điều, thì ngày đó mấy mẹ con chị còn khổ. Trái ngược với cảnh ồn ào nhà anh Tứ thì nhà lão Lâm Thẹo lại khác. Hai ông bà lầm lũi chui ra chui vào căn nhà to lớn, đôi khi thèm có một vài đứa trẻ cho vui nhà vui cửa. Bà Tú mỗi lần đi ngang qua nhà chị Nhàn, nhìn thấy mấy chị em cái đen chơi với nhau thì khao khát. Bà nhiều lần mang bánh trái qua nhà cho chúng nó. Chị em cái đen thấy bà Tú thì khoái lắm. Nhưng nếu lỡ gặp ông Lâm thì sợ tái mặt. Lão không có con đã đành, thấy nhà người ta con cái đuề huề thì ghen tức. Hôm nay trong lúc ăn cơm, bà Tú nhìn thấy cảnh mấy mẹ con chị Nhàn bị chồng đánh đập thì chua xót. Bà lắc đầu ngán ngẩm: Tội nghiệp. Lão Lâm thấy vợ gầy gầy cơm trong bát chứ chẳng ăn miếng nào thì cau mày khó chịu. Chuyện nhà người ta, bà xía vào làm gì? Bà Tú các đũa lên chén, hất mặt về phía chồng nói: Ông này buồn cười, đàn ông đàn an gì hở ra là tự ái, đã vậy còn làm khổ vợ con. Gặp cái Nhàn đấy, chứ gặp tôi bỏ quách cho rảnh nợ. Mấy hôm sau anh Tứ vẫn chứng nào tật nấy, cứ nhậu say lại chửi bới om sòm. Cả ngày hôm nay chưa có gì bỏ bụng nên đói cồn cào. Thứ cồn trong bụng đang sôi sùng sục khiến anh khó chịu. Định bụng về nhà sẽ bắt vợ nấu cháo, giờ chỉ có cháo mới nuốt nổi thôi. Anh Tứ loạng choạng bước đi trên con đường làng. Mặt trời đã khuất dạng phía sau ngọn đồi xa. Trời dạo này nắng mưa thất thường nên cơ thể chị Nhàn mỏi nhừ. Cũng một phần từ khi sinh con xong, chị chẳng được nghỉ ngơi gì nhiều vì sợ chồng vất vả, nên khi vừa ra tháng đã vác cuốc ra đồng làm việc, nắng mưa cũng không quản ngại. Đèn và Tam thì tất bật đi đốn tre để về đan lát, còn cái Nhì thì bưng rổ ra phía sau hồ cá để cắt rau về cho lợn. Nó đầu hay biết mẹ ốm nên cứ vô tư cắt cho nhiều rau, đến chập tối mới về. Anh Tứ vào đến sân thì thấy con út đang bốc cát giữa sân, còn con sâu thì chỏng đít lên mà thổi cơm, nhỏ nồi dính hết cả lên mặt. Anh Tứ hét lớn: "Đâu rồi? Đâu hết rồi? Cơm nước xong rồi hết chưa? Mau dọn ra đây!" Con út đang chơi nghe thấy tiếng cha quát thì giật mình khóc ré. Anh càng tức tối hơn: "Im ngay! Khóc lóc cái mẹ gì! Còn mẹ mày đâu rồi? Ra đây!" Con sâu cũng sợ quá liền chạy ra dỗ dành em. Nó bế thốc cái út lên hông rồi run rẩy nói: "Dạ cha, cơm con nấu sắp xong rồi, đợi lát nữa con dọn lên cho ạ." "Mẹ mày đâu?" Dạ mẹ ốm nên đang nằm nghỉ trong buồng." Anh Tứ hử lạnh: "Ốm đạo cái đếch gì, vô tích sự." Nói xong, anh hất hàm ra lệnh cho sâu vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Đánh chén no nê thì nằm vật ra giường ngủ ngon lành. Một lát sau thì Đen, Nhị, Tam về đến. Cái Đen hỏi ra mới biết mẹ ốm. Nó sai em nấu cháo rồi chạy đến nhà thầy lang bốc thuốc. Một mình nó vừa cho lợn ăn rồi chạy đi chạy lại chăm nom mẹ. Vất vả cả đêm mà chẳng ngơi tay. Nó điên tiết nhìn sang bên cạnh, thấy cha nó đang ngủ, điệu bộ vô cùng bình thản. Nó hận anh Tứ. Nó định bụng bóp cổ cho cha nó chết. Có vậy mẹ con nó mới thôi chịu khổ. Nghĩ là làm, nó từ từ tiến đến chỗ anh Tứ, đưa đôi tay gầy gò chai sạn lên cổ anh. Nhưng Đen chưa kịp ra tay đã bị cái Nhị ngăn lại: "Chị Đen, chị làm gì vậy?" Cái Đen uất hận nhìn người sinh nó ra, rồi quay lại nhìn em gái: "Chị muốn ông ta phải chết." Còn Nhị sợ lắm. Nó nhìn thấu được ánh mắt giận dữ của chị gái. Đôi lần nó thấy mẹ bị đánh cũng từng ao ước rằng cha nó chết đi, thà nó không có cha còn hơn. Nhưng nghĩ là nghĩ chứ nó chẳng can đảm để ra tay. Dù sao đó cũng là cha của nó mà. "Không chị ơi, đừng làm thế, mẹ biết sẽ đau lòng lắm." "Nếu ông ta sống thì mẹ sẽ vui vẻ chắc." Em cũng đã từng như chị, nhưng em không muốn chị em mình mang tiếng mồ côi, không muốn tay em hay tay chị bị nhuốm chàm." Bao nhiêu can đảm của Đen như tan biến đi. Nó không dám ra tay, bởi nó nhận thức được giết người là sai trái. Đằng này người nó muốn giết lại là cha nó. Cứ vậy hai chị em nó ôm nhau mà khóc. Chị Nhàn nằm trong buồng đã nghe thấy tất cả. Chị đau lòng, cõi lòng như bị xé nát. Nếu sinh được con trai thì chị và mấy đứa con đâu phải chịu khổ thế này. Chị thương mấy đứa con bao năm qua chịu nhiều khổ cực. Chị thấy có lỗi với chúng lắm. 2 hôm sau, sức khỏe của chị Nhàn cũng nhanh chóng bình phục. Vào mùa vụ nên mẹ con chị phải dậy sớm để cày cấy. Nhưng đến giữa trưa, thấy nắng nóng mà cơm nước chưa ai lo, nên chị bảo cái Đen cùng con Nhị về trước, tranh thủ bảo con Tam đi vòng vòng cắt rau, còn chị thì gắng cấy nốt mấy chỗ còn lại để chiều kịp bón phân. "Mấy đứa xong việc thì về nhà nấu cơm luôn nhé. Đói thì cứ ăn trước, không cần chờ mẹ. À, đợi cơm sôi thì chát lấy nước rồi pha chút đường cho cái út nó uống, nhớ chưa?" "Dạ, chúng con biết rồi. Mẹ mệt quá thì về nha mẹ, đừng có cố làm rồi lại bị bệnh." "Mẹ biết rồi. Thôi, mau về đi kẻo trưa." Ông trời thật biết trêu người khác. Trong lúc chị Nhàn lúi húi cấy lúa thì bất ngờ một bàn tay thô ráp thô lỗ bóp lấy mông của chị một cái. Chị Nhàn giật mình quay lại, vì bùn dưới chân quá trơn nên ngã nhào ra giữa ruộng. Lúc này chỉ hất nón lên mới thấy người vừa sàm sỡ mình là lão Lãm. Chị Nhàn tức tối quát: Chả cái thằng giả mất nét, ban ngày ban mặt mà anh làm gì vậy hả? Có tin tôi la lên cho mọi người nghe không? Hắn mỉm cười khoái trá: Ôi em làm gì mà nóng thế? Khiếp, anh Lãm đây chứ ai. Thấy em cày cấy vất vả nên muốn xuống phụ một tay thôi mà. Hắn vừa nói vừa cầm lấy bó mạ trên tay chị Nhàn, rồi cố tình lần mò mà nắm chặt lấy tay chị Nhàn. Em xem, tay chân lấm hết rồi. Mà thằng Tứ cũng kỳ, ai đời để vợ vất vả như thế. Hồi trước em nghe lời cha mẹ lấy anh thì có phải sung sướng không? Có khi cha em không có tức giận mà chết đấy chứ. Quay lại 20 năm về trước, ngày đó chị Nhàn một mực đòi cưới cho bằng được anh Tứ. Mặc cho cha có khuyên nhủ thế nào, chị cũng không chịu. Mẹ chị qua đời khi chị vừa lọt lòng, một mình ông Đông ở vậy nuôi con. Hai cha con cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Mãi đến khi 16 tuổi, ông Đông mới tính đến chuyện hôn sự cho con gái. Ông cố gắng nhờ hết người này đến người kia để hy vọng tìm được cho Nhàn mối ngon. Sau này cuộc sống của con cũng bớt vất vả. Lúc bấy giờ chị Nhàn nổi tiếng là xinh đẹp, hầu hết đàn ông trong làng đều để mắt. Có người còn đem cau trầu qua dặm hỏi, nhưng chị chẳng chịu ai. Mấy đứa con gái bằng tuổi chị thấy vậy thì chướng mắt. Lãm hồi đó cũng phải gọi là công tử nhà giàu, nhưng nổi tiếng sở khanh, không biết bao nhiêu đàn bà qua tay lão. Và chị Nhàn cũng không thoát khỏi tầm ngắm của lão. Nghe tin thôn hạ có cô gái xinh đẹp, đoan trang thủy mị thì sáng mắt. Lão bằng mọi giá phải có bằng được Nhàn. Dù qua 5 lần 7 lượt Nhàn đều không đồng ý. Ông Đông khuyên nhủ con gái hết lời cũng không khả quan. Thì ra chị Nhàn đã có ý chung nhân, chính là anh Tứ hiện tại. Gia cảnh anh Tứ thì không khá giả gì, nhưng được cái ngoan hiền. Ông Đông biết chuyện thì tức lắm. Cũng vì chuyện này mà ông ốm mấy tháng trời rồi qua đời. Hôm ông Đông vừa mất, chị Nhàn mấy lần còn nằm mơ tới cha mình về trách mắng, nhất là lúc sinh cái Đen ra. Con bé đau ốm triền miên, thuốc thang đổ vào nhiều vô kể mà chẳng thuyên giảm. Cứ đến chiều tối là nó lại sốt, có khi sốt cao quá thì co giật. Hết cách, chị liền sang nhà thầy Pháp để hỏi xem con gái có phải dính phải phần âm hay không. Thì quả thật cái Đen bị ông ngoại nó quở trách. Lần đó gia đình chị phải làm lễ tận 3 ngày liền thì ông Đông mới tha cho. Từ đó cái Đen cũng dần khỏe lại, không còn đau ốm triền miên như lúc trước nữa. Anh chị Nhàn cũng yên tâm mà làm việc. Còn lão Lãm, hắn không có được chị Nhàn thì chuyển sang cay cú anh Tứ. Dù sao anh cũng là người cùng họ. Vậy là hết lần này đến lần khác hắn gây hấn với anh. Trở lại với thực tại, dù chị Nhàn có khổ vì không sinh được con trai, khổ vì bị chồng đánh, nhưng chị chưa bao giờ hối hận, bởi chị có niềm tin rằng một ngày nào đó anh Tứ sẽ thay đổi. Còn lão Lãm, hắn ta xưa nay là tên sở khanh, mà đàn bà trong thôn ghét cay ghét đắng. Con mụ vợ của hắn cũng chẳng kém cạnh. Mụ ta biết chồng trăng hoa nhưng lại không quản được chồng. Bà ta quá đáng cho rằng đàn bà khác mê hoặc, dụ dỗ chồng mình nên day tận mặt, chửi bới người ta không thương tiếc. Chị Nhàn sợ người khác hiểu lầm, liền lùi lại phía sau. Chị trừng mắt quát: Bác Lãm, dù sao bác cũng là người cùng một họ với chồng tôi. Bác lớn rồi làm gì cũng nên phải suy nghĩ trước sau. Xin bác giữ tự trọng. Hắn ta bật cười. Tự trọng? Tự trọng là cái gì anh chẳng biết. Cùng họ thì sao hả? Chiều anh đi, cuộc sống của em sau này sẽ phất lên như diều gặp gió. Bỏ quách cái thằng chồng khố rách áo ôm đó và bày vịt rời vô tích sự của em đi. Chúng ta sẽ đi nơi khác sống. Em thấy có được không? Khốn nạn, anh đừng nghĩ ai cũng chó má như anh. Phiền anh Đinh Văn Lãm đây, tránh ra dùm. Hắn lì lợm không rời đi, từng bước tiến lại chỗ chị Nhàn. Chị sợ quá liền với lấy con dao cắt cỏ trên bờ rồi hăm dọa: Đứng yên đó, mày mà tới đây tao chém mày chết. Lúc này đúng lúc anh Tứ đi tới, hơi men trong người vẫn còn chánh choáng. Trong cặp mắt mở nhòa của anh, phía đối diện là cảnh rượt đuổi tình tứ của chị Nhàn với một người đàn ông khác. Anh cho rằng vợ ngoại tình thì tức tối, ném mạnh chai rượu xuống bên đường, miệng hét lớn: Đồ gian phu dâm vụ, chúng mày, Ban ngày ban mặt mà chúng mày làm cái chó gì vậy hả? Chị Nhàn thấy chồng thì mừng mừng tủi tủi, vội chạy lại phía anh Tứ. Nhưng chị chưa kịp lên tiếng thì ăn ngay một cái tát trời giáng. Khốn kiếp, mày định lén lút với thằng nào? Để xem hôm nay tao xử cái đột cổ nam nữ tụi mày thế nào nhá. Anh Tứ nói xong liền nắm lấy tóc vợ, liên tiếp và bôm bốp vào mặt chị, rồi dùng chân đạp lên thân thể chị Nhàn. Khốn kiếp! Trong lúc đó lão Lám đã vội tẩu thoát. Hắn vừa sợ bị đánh vừa sợ mất mặt, nên ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi vả đánh đập. Mặc kệ chị Nhàn van xin thế nào, cơn giận trong lòng anh Tứ đã lên tới đỉnh điểm. Đến khi chị Nhàn không chịu được nữa thì bất tỉnh nhân sự. Thấy chị không nhúc nhích, anh bắt đầu sợ hãi. Bao nhiêu men trong người dường như đã bay sạch. Anh Tứ nhìn cơ thể ốm yếu của người vợ anh từng yêu thương, đột nhiên dấy lên niềm chua xót. Hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Anh Tứ ngồi xuống cạnh vợ, ôm vợ vào lòng. Anh bế chị trên tay, chậm rãi bước từng bước về nhà. Chị Nhàn bị đánh đến kiệt quệ sức lực, toàn thân ê ẩm không nhấc nổi. Cảm nhận cả cơ thể nhẹ bẫng vì được anh bế trên tay thì xúc động. Mấy đứa con thấy cha bế mẹ trên tay thì sợ hãi. Cái Đèn vội chạy ra, nó lo lắng hỏi: Cha lại làm gì mẹ? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Anh Tứ mặc kệ lời hỏi han của con gái, cứ thế bế thẳng chị vào buồng. Cái Đèn tức tối không chịu buông tha cho cha nó. Cha ác lắm, sao cha cứ thích làm khổ vợ con vậy? Nó định nói tiếp cho thỏa cơn tức đang dâng trào thì nghe thấy tiếng ho của mẹ. Chị Nhàn khó khăn gọi con: Đèn ơi, lấy cho mẹ cốc nước. Nó nhìn anh Tứ chằm chằm, hai con mắt liếc liếc chừng chừng rồi dứt khoát chạy vào buồng. Nó hỏi mẹ: Nước của mẹ đây, mẹ à, lại xảy ra chuyện gì? Mẹ không sao, mẹ mệt quá nên té xuống ruộng thôi. Con giúp mẹ thay quần áo nhé. Nó vừa khóc vừa giúp mẹ thay quần áo. Đèn tá hỏa khi thấy cả người mẹ nó thâm tím. Nó rưng rưng nước mắt hỏi: Mẹ nói thật cho con biết đi, có phải ông ta lại đánh mẹ không? Kể Đen, mẹ tự ngã mà. Tự ngã? Con 18 tuổi rồi mẹ ạ. Mẹ thử hỏi con sâu xem có ai bị té mà bầm dập toàn thân thế này không? Chưa để chị Nhàn nói thêm, nó liền chạy ra bên ngoài, kéo ổ anh Tứ vào trong, sau đó vạch lưng vạch tay chân chị Nhàn cho anh xem. Nó trừng mắt: Chả nhìn đi, chả vừa làm gì mẹ tôi vậy hả? Chị Nhàn mất kiên nhẫn liền quát con. Chị cũng nhận thấy ánh mắt hối lỗi của chồng. Điều đó càng cho thấy những gì chị hy vọng bấy lâu nay là đúng đắn. Anh Tứ đứng đó trầm ngâm một hồi, rồi buồn bã đến chiếc giường để nằm. Hôm sau, Cái Đen thấy chị Nhàn chưa khỏe hẳn nên bảo mẹ ở nhà, còn mình cùng các em sẽ đi cấy thay mẹ. Nhưng chị không chịu, nặng nặc đòi đi cho bằng được, nên Cái Đen cũng không thể làm khác. Đợi đến khi vợ con đi hết, chỉ còn lại con sâu và con út ở nhà. Nó thấy cha thì vội bế em trốn đi. Anh Tứ cũng nhìn thấy vẻ sợ hãi của các con. Anh bước tới chỗ con sâu, vuốt tóc nó hỏi han: Ăn sáng chưa? Trông em cho cẩn thận. Con sâu run rẩy, rất lâu rồi nó mới thấy cha nó tỉnh táo và đối xử với nó nhẹ nhàng như thế. Nó đáp: Dạ, con ăn rồi. Anh Tứ nhìn nó gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau cái đêm cãi nhau ầm ĩ, sáng ra thấy mấy đứa con tất bật ra đồng cùng mẹ. Đứa nào cũng vì thiếu ăn mà gầy gò, nhưng lại là những đứa trẻ hiểu chuyện. Thấy cảnh vợ con bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà lòng anh có chút xót xa. Cái hàng rào nhà anh ngày trước làm bằng tre, giờ cũng vì mưa gió mà khiến nó nghiêng ngả. Vườn vài cái cho giãn gân cốt, anh quyết định cầm rựa ra sau rừng đốn vài cây tre già để bề dựng lại hàng rào. Đến chiều tối, mấy mẹ con thấy sân nhà sạch sẽ, cái hàng rào ọp ẹp cũng đã được đổi mới thì ngạc nhiên. Con sâu thấy mẹ cùng các chị về đến cổng thì bỗng con út chạy ra: À, mẹ về, Mẹ ơi, mau vào nhà đi. Cha hôm nay còn tận tay xuống bếp nấu ăn đấy mẹ ạ. Chị Nhàn cùng cái đen dường như không tin vào tay mình, bởi đã quá lâu rồi chị mới thấy anh tỉnh táo. Nhìn nét mặt của cái sâu vui vẻ như thế làm chị cũng được vui lây. Thấy vợ cùng các con đang đứng ngẩn ở ngoài sân, anh Tứ ái ngại gãi đầu gãi tai, rồi lấy cái khăn tắm móc trên xào lau qua bụi bẩn trên mặt. Anh không dám nhìn thẳng vào chị, cứ thế nói đại. Rửa ráy chân tay rồi vào ăn cơm. Tôi nấu xong thức ăn cả rồi. Đêm hôm đó bữa cơm nhà anh Tứ tuy đạm bạc nhưng lại đầm ấm hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn còn chút gì đó hơi gượng gạo. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho đến một ngày. Anh Tứ về bàn bạc với chị Nhàn về việc theo một vài người đàn ông trong xóm lên phố huyện đi buôn. Chị Nhàn thấy chồng có vẻ chú tâm vào chuyện làm ăn thì cũng vui lòng. Trong cái thôn Đoài này, trước đây nhà nào cũng làm nông, cày cuốc trồng trọt, nên đời sống tuy no nhưng không phát triển. Rồi cái ngày mùa màng thất bát, một vài người mới quyết định lên phố thị để làm việc. Từ làm thuê chuyển sang buôn bán, cứ thế cuộc sống ngày một cải thiện. Duy chỉ có anh Tứ từ lúc bị người ta dè bỉu vì không sinh được con trai thì lao đầu vào rượu chè, nên chẳng thèm để ý xung quanh. Giờ nhiều nhà thay đổi, chỉ có nhà anh mãi mãi là tụt lại phía sau. Mãi đến tận hôm nay, sau nhiều lần suy nghĩ, anh tự trấn an bản thân. Dù không có con trai, nhưng ông trời thương anh, ban cho anh 5 cô con gái ngoan hiền, giỏi giang. Đó chẳng phải là niềm an ủi lớn nhất đối với anh hiện tại hay sao? Những người đàn ông trước đây khiêu khích vẫn chứng nào tật nấy. Thấy anh lại buông lời kém hay, nhưng thấy anh Tứ có vẻ chẳng thèm để tâm, nên họ cũng thôi không muốn nói thêm. Bàn bạc xong với vợ, ngày mai anh quyết định lên đường lên phố. Trước khi đi, chị Nhàn còn đặc biệt chuẩn bị cho anh vài bộ đồ, một ít xôi nếp gói trong lá chuối, một ít lương khô và tiền để anh đi đường. Ngày hôm đó bầu trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Chị Nhàn lo lắng cho chồng đi đường chẳng biết có bị ướt hay không. Nhưng được một lúc thì trời tạnh, chị lại cùng các con ra ruộng cày cấy. Cây Đen là chị cả, ngoài việc phụ mẹ cấy lúa ra thì còn đan thêm đồ chen nữa để bán kiếm tiền. Ở đây con gái hầu như không được đi học, cả cái thôn này chỉ có con trai mới được đến lớp. Ngặt nỗi nhà chị Nhàn tận 5 đứa con gái nên chẳng có cơ hội tiếp xúc với mặt chữ. Nhưng chị đã lầm, cái Đen mỗi đêm lẻn đến nhà ông giáo đầu làng để học lén. Nó học được chữ nào thì ghi nhớ như tạc, bởi nó phải nhớ, phải học kỹ để về còn dạy cho mấy đứa em của nó. Ông giáo nhiều lần thấy nó thập thò ở ngoài nhưng không đánh tiếng. Có khi ông còn cố tình đọc cho to để nó còn nghe thấy. Anh Tứ đi tầm nửa tháng thì về nhà. Lần này trông vẻ mặt anh phấn khởi lắm, trên tay còn mua thêm kẹo bánh. Bên hông là cái lồng đựng một cặp gà. Cuộc sống của anh bây giờ càng lúc càng khởi sắc, hết sợ đói cơm, thiếu mặc. Mấy đứa con trông đứa nào đứa nấy đều có da có thịt. Chị Nhàn thấy chồng thay đổi cũng bớt khổ phần nào. Dạo đó anh Tứ cùng mọi người buôn vải, hàng hóa trên huyện có lời nên cũng dành dụm được chút ít. Anh còn để tiền xây lại căn nhà cho cứng cáp, để khi mưa gió cũng không sợ dột. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm như thế, nhưng đã 6 tháng trôi qua, anh Tứ đi biển biệt không về. Mấy người đàn ông đi cùng anh 2 đến 3 tháng về thăm nhà một lần. Chị Nhàn thấy lạ liền hỏi: Anh Vĩnh ơi, sao anh Tứ nhà tôi đi đâu mà không thấy về với các anh vậy? Anh Vĩnh thấy chị Nhàn gặng hỏi thì ấp úng. Suy nghĩ một hồi anh mới đáp: Anh Tứ đợt này chăm kiếm tiền để mở cửa hàng vải trên đấy. Tụi tôi rủ về mà anh ấy không chịu đấy chứ. Gớm, không ngờ chồng chị lại chăm chỉ thế đấy. Nhất chị rồi đấy nhá. Chị Nhàn nghe thì nghe vậy, cố gắng gượng cười với người đối diện, chứ thực tâm chị thấy không an lòng. Nhưng dù chị có hỏi ai thì người đó cũng chỉ trả lời có thế, thành ra chị không biết nên tin hay không. 6 tháng rồi, 7 đến 8 tháng, anh Tứ vẫn chưa về. Mấy đứa con lâu ngày không gặp được cha thì nhớ. Chúng suốt ngày léo nhéo hỏi mẹ, nhưng chị chẳng thể nào nói khác ngoài câu: Cha con bận đi buôn. Tối hôm đó mấy mẹ con chị Nhàn đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng cạy cửa. tưởng là trộm cắp. Chị liền rón rén ngồi dậy, cầm sẵn cây gậy thường để ngay đầu giường, mòn men đi tới chỗ giường cái Đen. Chị khẽ khẽ gọi: "Đen, Đen, dậy đi, có trộm, dậy đi con." Cái Đen nghe vậy thì tỉnh cả ngủ. Tên trộm vẫn cố gắng cậy cửa. Chị Nhàn nhìn qua khe hở thì thấy có một tên. Vậy là chị cùng cái Đen mở cửa nhà bếp đi vòng ra sau lưng hắn. Rồi bụp bụp, mẹ con chị cứ đánh tới tấp vào kẻ định đột nhập. Bị đánh bất ngờ, tên đó chỉ biết ôm đầu, miệng mấp máy: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, là tôi đây mà." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị Nhàn mới dừng tay. Lúc này trong bóng tối mờ mờ, chị nhìn ra được người đang đứng trước mặt. Người chị cho là kẻ trộm chính là anh Tứ, chồng mình. Cái Đen cũng nhận ra cha, nó vội vào nhà mở cửa, thắp đèn dầu lên cho sáng rồi phụ mẹ đỡ cha nó vào nhà. Chị Nhàn thấy chồng thì vui mừng, nhưng giờ chị mới nhìn rõ, người chồng mà chị hơn nửa năm chưa gặp nay có nhiều đổi thay. Chồng anh có vẻ ốm hơn, tóc tai thì để dài lóa xóa chứ chẳng gọn gàng như hồi trước. Chị Nhàn lo lắng hỏi chồng: "Mình à, có chuyện gì hả mình? Sao bây giờ mình mới về? Mà sao người ngợm mình lại thành ra thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thấy vợ hỏi tới tấp, anh Tứ chẳng biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Thấy chồng thẫn thờ một lúc mà chẳng lên tiếng thì trong người nôn nao lo lắng. Chị cầm lấy đôi tay gầy cò của chồng hỏi tiếp: "Mình à, mình nói gì đi mình, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?" Anh Tứ châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Anh lắc đầu nhìn vợ: "Không có gì, làm ăn thua lỗ nên giờ mới mò về thôi. Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Hút xong điếu thuốc, anh liền dụi cho nó tàn, rồi cứ vậy mà đi thẳng vào trong buồng. Chị Nhàn mặc dù lo lắng, nhưng thấy chồng có vẻ mệt mỏi cũng không muốn gặng hỏi thêm. Sáng hôm đó chị dậy sớm, bắt lấy một con gà to để làm thịt, hầm cháo nấu cho cả nhà. Nhẽ ra đám con sâu con nhị, tam út thấy cha nó về thì phải mừng lắm, nhưng chúng nó như cảm nhận sự thay đổi trên gương mặt của cha mẹ nó thì cũng im bặt. Chúng nó là đang sợ quá khứ lặp lại, rồi đây cha nó sẽ lại lao đầu vào rượu, lại đánh đập mẹ con nó. Nghĩ lại cảnh đó, đứa nào đứa nấy đều run sợ. Một tháng trời anh Tứ chẳng đi đâu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Đến giờ ăn mới lò mặt ra. Nhiều lần chị Nhàn hỏi lý do vì sao anh không đi buôn, trong khi những người khác đã lên phố huyện, thì anh vẫn còn nằm lì ở nhà. Nhưng đáp lại chị là cái trừng mắt lạnh lùng: "Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, được không?" Buổi trưa ngày hôm đó cả nhà đang ăn cơm thì từ đâu 3-4 người mặt mày hung tợn đi vào. Anh Tứ thấy loáng thoáng ngoài sân thì buông đũa. Anh dặn dò: "Bọn chúng có hỏi thì nói không biết. Tôi không về nhà, nhớ chưa?" Chị Nhàn chưa nói xong câu thì anh Tứ đã vọt đi mất. Một tên mắt lé đập mạnh cây gậy xuống nền sân. Nó hét toáng lên: "Thằng Tứ đâu? Mau ra đây! Mày nghĩ mày trốn được tụi này chắc?" Chị Nhàn mặc dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy bọn chúng có vẻ căng thẳng nên cũng hơi lo lắng. Chị Nhàn buông đũa vội chạy ra sân. Chị nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy mấy chú?" "Kêu thằng chồng mày ra đây." "Chồng tôi không có nhà. Mấy người sao lại đến đây làm loạn? Mời các người đi cho." Con chó mực nãy giờ thấy người lạ thì sủa lên inh ỏi. Thằng Mập tức máu dùng cây gậy trong tay đánh mạnh vào đầu con mực, khiến nó kêu lên ăng ẳng mấy tiếng rồi im bặt. Máu mũi bắt đầu chảy ra ròng ròng. Nó đau đớn nên nằm vật ra đó. Đám con Tam thấy vậy thì khóc ré lên. Thằng Mập quát: "Im mồm! Tụi mày nhốn nháo ta chém chết mẹ! Thằng Tứ, mày ra đây! Ban nãy tao còn thấy mày ngồi xơi cơm mà. Có gan mượn nợ thì có gan chịu, đừng có hèn hạ như con rùa rụt cổ như thế." Chị Nhàn nghe đến vay nợ thì hỏi lại: "Khoan đã, anh vừa nói cái gì? Cái gì mà mượn nợ? Chồng tôi đã vay các người bao nhiêu?" "Mày chưa biết à? 6 tháng trước nó mượn tiền tụi này đâm đầu vào mấy trò đỏ đen trên huyện. Thắng đâu không thấy, giờ chỉ thấy mối tiền nợ. Tao nói lại lần nữa, mày không ra đây, không trả xong nợ thì tao chém chết cả nhà mày. Tao cho mày thêm 3 ngày, rõ chưa? Nói xong đám tụi nó liền kéo nhau đi. Thằng Lé còn không quên kéo theo con mực rời đi. Chị Nhàn đợi cho đám người đó đi khuất mới chạy nhanh vào trong nhà. Anh Tứ, anh mau ra đây, ra đây ngay cho tôi. Anh Tứ biết đám người đó đã rời đi thì vò đầu bứt tai đi ra. Anh nói thẳng với vợ: tôi làm ăn thua lỗ nên vay tiền chúng nó. Tôi chơi bài cũng là để kiếm thêm vốn. Mẹ, nhưng đời đen, mất trắng, không còn tiền để trả cho chúng. Trời ơi là trời, sao lại ra nông nỗi này. Sau hôm đó trở đi, không khí nhà anh Tứ căng thẳng ngột ngạt. Chị Nhàn chạy vạy khắp nơi cũng không ai cho mượn. Duy chỉ nhà lão Lâm, tuy đồng ý cho chị vay nhưng lại đưa ra điều kiện. Mà điều kiện lão ta đưa ra thì một người mẹ như chị thật sự không cam tâm. Vợ chồng lão Lâm Thẹo tuy giàu có đấy nhưng mấy chục năm mà chẳng có nổi một mụn con. Hôm đó lão đang ăn cơm, thấy thấp thoáng người đàn bà nào đứng ngoài ngõ thì khó chịu. Lão liền gọi bà Tú cho mời vào trong. Bà Tú nhìn qua thì biết ngay đó là chị Nhàn. Sau khi nghe chị Nhàn bày tỏ sự tình, lão gật gù, vuốt lui vuốt tới mấy cọng râu dưới cằm rồi nói: mượn thì cũng được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả bác? Nghe nói nhà chị có con gái lớn năm nay đã hơn 18 phải không? Nếu là những gia đình khác thì đã gả nó đi từ lâu, mà nhà chị vẫn chưa chịu được mối nào à? Bác nói thế là sao ạ? Chị thấy đấy, vợ chồng tôi cũng già đến nơi rồi, cần có con nối dõi. Mà cái đen nó cứ ở đây thì tương lai đen tối y như cái tên của nó. Thế này đi, giờ tôi nhận nó làm con nuôi. Tôi có quen biết mấy người trên huyện, con trai nhà gia giáo giàu có. Nếu trở thành con gái của lão Lâm Thẹo này thì rất dễ gả đi. Lúc đó gia đình chị cũng được hưởng lây, lại không sợ con gái bị khổ sở. Chị thấy thế nào? Thật tâm tôi cũng muốn con gái tìm được mối ngon để gả đi, nhưng mà sợ con bé không đồng ý. Sau khi nghe lão Lâm thuyết phục, chị cũng xuôi xuôi. Lần đó lão còn đưa cho chị một ít tiền, cốt là muốn tạo lòng tin, đánh vào tâm lý đang cần tiền của chị. Tối hôm ấy, lúc nằm cạnh chồng, chị đã bàn chuyện với anh Tứ. Anh chắc chắn không phản đối, bởi lão Lâm tuy cộc cằn nhưng lại chưa làm hại ai bao giờ. Đã vậy bà Tú cũng rất thích mấy đứa con của anh, nên cái đèn về đó cũng không lo. Và lại nhà anh cách nhà lão chỉ tầm 500 mét. Chị Nhàn cũng biết là vậy, nhưng để con đi chị thật không nỡ. Bỗng từ đâu con đen lên tiếng: cha mẹ cứ để con đi, như vậy nhà mình sẽ trả hết nợ. Kể đen, con thật sự... Bố mẹ không cần lo nữa, hãy để con làm con nhà ông Lâm. Dù sao con cũng không muốn cha mẹ và các em chịu khổ. Dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Vậy là 3 hôm nữa cái đen chính thức là con gái của lão Lâm Thẹo. Chị Nhàn anh Tứ đâu biết, vì lòng tin đặt lầm chỗ mà dẫn đến những bi kịch sau này. Lão Lâm biết tin cái đen đồng ý điều kiện thì phá lên cười. Riêng bà Tú Béo vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bà đắn đo suy nghĩ vì mười mấy năm nay lão chồng bà chỉ ở trong thôn, có lên huyện hay tiếp xúc với ai đâu, mà lão lại rành mấy chuyện nhà ai có con trai như thế. Nghĩ vậy nhưng bà lại không dám hỏi. Hôm nay là ngày vợ chồng bà Tú. Nhận cái đen về nhà, lão ta còn viết giấy điểm chỉ để cái đen không bỏ về nhà giữa chừng. Mấy hôm trước lão Lâm còn căn dặn bà mua cho nó mấy bộ đồ mới, chuẩn bị giường chiếu chu toàn cho nó. Cái đen cũng đột rẻ lắm. Ngày bà Tú dẫn nó đi, chị Nhàn bỗng nhiên cảm thấy chua xót, bịn rịn mãi mới chịu buông tay nó ra. Mấy đứa em thấy chị nó đi cũng khóc không kém. Ông Lâm thấy vậy thì khó chịu. Trời ạ, buông ra cho nó đi, làm gì mà phải khóc lóc thế. Tối hôm đó gia đình ông Lâm ăn một bữa thịnh soạn. Cái đèn cũng ái ngại nên chẳng dám ăn nhiều. Đột nhiên ăn thêm mấy miếng nó lại lăn ra ngất. Bà Tú cũng ngất luôn sau đó. Chỉ con lão Lâm lại nhếch miệng cười khoái trá. Lão vác cả cơ thể mảnh mai của đen lên giường. Lão chính là mua cái đen về để sinh con. Chuyện này bà Tú vợ lão không hề hay biết. Sau khi có được Đen, ông ta cười đắc chí. Vậy là sau này lão sẽ có con, chết đi cũng đã có người nối dõi. Sáng hôm sau, cái Đen thấy cả người nó đau nhức. Nó cảm nhận cánh tay ai đó đang để ngang bụng mình, nặng nề và khó thở. Nó mở mắt thì tá hỏa khi thấy cơ thể trần truồng, bên cạnh là lão Lâm. Nó định hét lên thì bị lão bịt miệng. Lúc này bà Tú cũng kịp chạy vào. Nhìn thấy cảnh đó bà tức máu, nhảy bổ lên người Đen mà chửi. Trời đất ơi, con quỷ kia, tao đem mày về đây nuôi mà mày nỡ lòng nào cướp chồng tao. Đồ quỷ cái, hôm nay tao phải đánh chết mày. Lão Lâm thản nhiên mặc lại quần áo, sau đó mới kéo bà Tú ra, từ tốn giải thích. Bà im đi, chuyện này một tay tôi sắp xếp. Tôi mua nó về để đẻ. Nó đơn giản chỉ là đẻ thuê cho tôi và bà thôi. Bà nghĩ đi, nếu chúng ta chết đi, cái cơ ngơi này biết để cho ai. Mau đem nhốt nó lại trong nhà kho, ngày ngày cho nó ăn uống đầy đủ. Đến khi nó đẻ xong thì cho nó về với nhà nó. Vậy là xong việc. Bà Tú dù tức lắm, nhưng chồng bà đã nói thế thì cũng không thể làm gì được. Còn cái Đen, nó biết bản thân bị lừa thì đau khổ, nhục nhã. Giờ đây nó muốn cắn lưỡi cho chết, chứ nghĩ đến việc sinh con cho lão khốn đó nó làm sao chịu nổi. Nhưng lão sớm đoán được ý định của nó, liền trói tay chân nó lại, nhét dẻ vào miệng để nó không la hét. Bà Tú thấy chồng rời đi thì đánh cho nó mấy bạt tai. Khốn kiếp, thật không ngờ bị một đứa con ranh vắt mũi chưa sạch như mày giật chồng đấy. Những tháng ngày sau này, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Còn Đèn nghe thấy lời hăm dọa thì run rẩy, miệng nó chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Trước đây bà thương nó bao nhiêu thì bây giờ ghét nó bấy nhiêu. Đã 2 ngày trôi qua, nhà chị Nhàn dường như chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Vì nhớ cái Đen mà chẳng ai ăn uống được gì. Mỗi lần nhớ con, chị chỉ biết trách chồng. Tại ông hết đó. Mệt quá, đúng là tại tôi. Nhưng tôi cũng vì cái nhà này chứ đâu phải mình tôi đâu. Mà bà yên tâm đi, vợ chồng bà Tú không có đối xử tệ với nó đâu. Chị Nhàn nhiều lần lén qua thăm con nhưng lại không thấy Đen đâu. Chị lo lắng hỏi ông Lâm. Bác Lâm ơi, mấy hôm nay em không thấy cái Đen đâu. Nó đi đâu rồi hả bác? Ông Lâm lạnh nhạt đáp. À, nó lên huyện thăm bà con với vợ tôi rồi. Chắc mai mốt mới về. Nghe vậy chị Nhàn liền buồn bã đi về. Chị đâu biết cái Đen bị nhốt trong phòng kho. Nó nghe thấy tiếng của mẹ, muốn gọi mẹ nhưng không thể. Bà Tú nhận ra tất cả liền trừng mắt cảnh cáo nó. Tao nói cho mày biết, nếu mày có ý định rời khỏi đây thì cả nhà mày không có sống yên đâu. Có trách thì trách cái thằng cha mày ấy. Mấy hôm sau chị Nhàn lại tiếp tục đến. Lần này chị còn mang thêm một con gà. Chị đứng thập thò đó mãi chứ chẳng dám vào. Vừa hay đúng lúc ông Lâm đi chơi về. Ông ta thấy chị Nhàn thì khó chịu nói. Này chị kia, làm gì mà thập thò trước cửa nhà tôi thế? À bác Lâm, em có con gà muốn sang biếu hai bác ăn lấy thảo, tiện thể thăm cái Đen. Lão ta nhếch miệng cười mỉa mai. Thôi, chị mang về mà nấu cho mấy đứa con của chị đi. Cái Đen ở đây chẳng thiếu thứ gì đâu, nghèo mà còn bày đặt. Dạ tôi biết, thì bác cho tôi vào thăm cái Đen cũng được ạ. Gặp cái gì? Cái Đen giờ đã là con gái của tôi. Chính anh chị đã điểm chỉ bán con rồi còn gì. Mà giờ tôi có đồng ý thì cũng không gặp được đâu. Hôm trước tôi gả nó trên huyện rồi. Chị về đi, đừng có đến đây làm phiền tôi nữa. Chị Nhàn hốt hoảng. Sao cấp thế bác? Mà đi lúc nào sao không ai hay biết? Gia đình đó có tốt lành gì không bác? Tôi lo. Cái chị này buồn cười nhỉ. Con tôi lo. Chị bao đồng vừa thôi. Không tốt là không tốt thế nào. Nói xong, lão liền quay người bỏ đi. Để cho chị Nhàn tin hơn, lão đã thuê một vài người đàn ông thường lên huyện đồn tin rằng đã nhìn thấy cái Đen ở nhà cao cửa rộng có người hầu hạ, càng ngày càng xinh. Chị Nhàn tuy cũng vui đấy, nhưng trong lòng lại chẳng yên. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cái Đen cũng mang thai. Khi biết tin này, lão Lâm cười sung sướng, suốt ngày hát hò không thôi. Bà Tú thì tức lắm. bởi từ khi cái đen có thai, lão hầu như chăm lo cho nó, còn bà thì bị ghẻ lạnh. Có khi lão còn quát tháo mắng chửi bà. Đàn bà vô tích sự, mỗi việc đẻ con cũng không xong. Ông nói cái gì cơ? Ai vô tích sự? Ngày xưa cũng nhờ có tôi mà ông mới thoát khỏi cái đám du côn kia. Giờ ông có con rồi mới dở giọng xem thường tôi phải không? Im mồm! Có cái quá khứ hảo nhoáng đó mà cứ nhảy đi nhảy lại và không thấy ngán à? Gia đình bà nếu không có tôi đứng ra cai quản thì đâu được như ngày hôm nay. Chẳng phải trước đó cha mẹ bà coi thường tôi lắm sao? Tôi không muốn tranh cãi với ông, nhưng tôi nói cho ông biết, sau này khi cái đen sinh con xong, nếu ông không đuổi nó đi thì đừng trách tôi. Đồ đàn bà ngu si ích kỷ. Nếu bà dám giở trò thì người phải ra khỏi đây chính là bà đấy. Nghe những lời này của chồng, bà Tú càng căm ghét cái đen hơn, mặc dù nó chẳng làm gì sai. Cái sai chính là cha mẹ đến nhà bà vay tiền. Chồng bà từ trước có bao giờ nói ra mấy lời tàn nhẫn đó đâu. Vậy mà từ hôm đó trở đi, lão đổi tính hẳn, hình như không để bà vào mắt, động đâu chửi đấy chứ không nhẹ nhàng như lúc ở cạnh cái đen. Nói xong, lão liền bỏ xuống nhà kho để kiểm tra tình hình của đen. Nhìn thấy lão, nó đã muốn nôn ọe. Lão Lâm ngồi thấp xuống, vuốt ve hai gò má của nó rồi dặn dò. Ngoan đi, rồi cái gì cũng có. Gắng thêm vài tháng nữa thôi, mày sẽ được tự do. Đến bây giờ cái đen đã mang thai đến tháng thứ 5. Không chịu được đả kích từ chồng, bà Tú vẫn thường ngày mang cơm vào cho đen. Mỗi ngày còn đặc biệt sắc cho nó một bát thuốc bổ. Nhưng hôm nay thì khác. Bao nhiêu đó quá đủ với bà rồi. Bà không cam tâm để đen sinh đứa bé đó ra. Ai biết được khi có con rồi lão có lật lọng với bà hay không. Có lẽ người phải rời khỏi đây chính là bà mới đúng. Thế là bà ta lén bỏ thuốc phá thai vào bát thuốc của đen. Nó bị ép uống thuốc thì khó chịu, cựa quậy mãi mới chịu nuốt xuống. Mỗi lần nó hét lên là bị ăn một cái tát trời giáng của bà Tú. Khi nước thuốc từ cổ họng đi xuống dạ dày, đen cảm nhận bụng nó nóng ran, sôi lên từng cơn. Cảm giác đau buốt chảy khắp cơ thể. Dường như đứa bé trong bụng thấy khó chịu nên quấy đạp dữ dội. Nó đau, đau lắm. Bà Tú đứng đó đưa mắt nhìn mẹ con nó quằn quại trong đau đớn thì bật cười. Cái đèn nó cảm nhận bên dưới ươn ướt, mùi tanh nồng bốc lên. Nó gào khóc cầu xin bà Tú cứu lấy nó. Đau quá, bà thật độc ác. Bà Tú hất hàm, ném thẳng cái bát vẫn còn vương chút thuốc lên đầu nó. Bà ta cằn giọng. Chết đi, mẹ con mày không đáng sống. Sau này gia đình bà phải nhận quả báo. Sắp chết đến nơi rồi vẫn còn giả mồm. Mày nghĩ một đứa ranh con như mày có thể thế chỗ được tao sao? Đèn đau đớn, cả người nó bị bà Tú trói chặt. Giờ đây nó nằm trên sàn, trườn qua trườn lại quằn quại như con rắn bị đánh dập đầu. Phía bên dưới máu vẫn tuôn ra tanh tưởi. Nó khóc thét. Mẹ ơi cứu con, đau quá. Bà Tú chống nạnh cười lên sung sướng. Đúng, kêu đi, kêu nữa đi. Van xin tao đi, cầu xin tao đi. Vì quá đau mà nó chết trong tức tưởi. Đèn chết rồi, hai mắt nó vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía bà Tú đầy phẫn nộ. Trước khi rời đi, bà Tú còn chạy lại cạy miệng nó ra, dùng dao cắt phăng lưỡi của nó. Xong xuôi thì khép cửa cẩn thận. Đến tối, lão Lâm thường có thói quen đi vòng ra nhà kho để kiểm tra tình hình của đen. Nhưng hôm nay tâm trạng lão thật lạ, cả người thấp thỏm không yên. Bước chân của lão càng lúc càng nặng nề. Lúc sắp bước đến trước cửa nhà kho, tim lão đập lên loạn nhịp. Lo có chuyện không hay, lão liền đẩy cửa bước vào, thắp đèn dầu cho thật sáng. Đập vào mắt lão là hình ảnh đen nằm trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng. Lão run rẩy ngã quỵ. Hệ thống thần kinh như căng cứng. Lão Lâm điên loạn lắc đầu. Không phải như thế. Còn tôi. Bà Tú đâu? Bà Tú bình thản vô cùng. Bà ta hất mặt hỏi. Chuyện gì mà ông gọi tôi như cháy nhà thế? Con đèn nó bị làm sao rồi? Còn sao nữa? Nó chết rồi. Tại sao chết? Có phải bà đã ra tay với nó không? Phải thì sao? Ông đau đớn lắm chứ gì. Bốp! Bà Tú vừa dứt câu liền bị ăn ngay một cái tát. Tay ông Lâm đun đun chỉ vào mặt bà Tú. Bà đúng là mất nhân tính. Phải, tôi mất nhân tính. Chính ông là người biến tôi thành kẻ mất nhân tính như thế đấy. Ông đau đớn khi con ông mất. Vậy còn tôi? Còn tôi thì sao? Sao là sao? Bà có gì thì nói toẹt ra đi. Vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Trước đây chẳng phải tôi đã từng mang thai sao? Là ông cặp kè với người phụ nữ khác. À, là con rắn độc. Để âm mưu có được ông cùng tài sản gia đình tôi, bà ta đã cho người lái xe ngựa tông trong lúc tôi đi chợ. Lúc đó ông ở đâu? Ông chính là ở bên người đàn bà đó. Còn tôi đau đớn vì mất con, đau lòng vì bị phản bội. Bà nói gì tôi không hiểu. Là ông không hiểu hay cố tình không hiểu? Bà Tú ngửa mặt lên trời, hít một hơi cho thật sâu để nhấn mạnh từng câu từng chữ. Lý Thị Hoa, người đàn bà ông thầm thương trộm nhớ, người đàn bà ông muốn rước về làm vợ. Nhưng vì trời xui đất khiến nên ông sa cơ bị đám du côn truy đuổi đòi nợ. Lúc tôi phát hiện ra ông thì ông đã bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa nhà. Phía mắt trái máu chảy ròng ròng. Tôi cứ vậy cô mang ông để chẳng biết đem lòng yêu ông từ khi nào. Vậy mà ông xem thường tình cảm của tôi. Ông đến với tôi chỉ vì cơ ngơi của bố mẹ tôi thôi. Đến khi ông có được tất cả thì lén lút qua lại với con đàn bà đó. Cũng chính bà ta đã hại chết con ông, khiến vợ ông mãi mãi không thể mang thai. Là tôi ngu ngốc đem lòng thương ông nên bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm mà ông gây ra. Có khi nào ông thấy có lỗi với tôi chưa hả ông Lâm? Ông nói đi. Lão Lâm bị quá sốc, cả người cứng đơ, không nhúc nhích được, miệng thì méo mó. Những chuyện này ông đâu hề hay biết. Nhắc đến cái tên Lý Thị Hoa, lòng ông chợt đau nhói, vừa đau vừa hận. Người đó đúng là ông từng yêu thương, từng thề non hẹn biển. Lúc ông Lâm định mang bà Hoa về nhà làm lẽ thì tình cờ phát hiện chuyện động trời. Trước đây gia đình ông cũng rất giàu có, buôn bán lúc nào cũng đắt khách. Rồi ông đem lòng yêu người đàn bà phố thị. Bà Hoa đúng là có nhan sắc, cái nhan sắc mê đắm lòng người. Sau một thời gian qua lại thì cũng là lúc tính đến chuyện hôn sự. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa. Tên Năm, người ông Lâm cho là thân tín, thực chất là kẻ lừa đảo. Và một ngày đẹp trời, hắn chuốc cho lão uống say mềm, rồi bắt lão điểm chỉ tay vào giấy bán nhà. Cả cửa hàng vải mà cha ông, lão xưa nay đã gầy dựng. Lúc lão tỉnh dậy thì sự việc đã rồi. Một kẻ tay trắng thì nói ai nghe. Hắn có được tài sản của lão Lâm nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Khi lão cố gắng kiện cáo, Nằm hối hận vì ngày hôm đó không giết chết lão để trừ họa về sau. Thế là hắn cho người truy đuổi để giết Lâm, nhưng mọi chuyện lại không thành, khiến lão sống trốn chui trốn lùi. Ngay cả bà Hoa lão cũng chẳng thể gặp. Cho đến một ngày lão được bà Tú cưu mang thì chấp nhận cưới bà Tú. Và rồi khi ông Lâm có được tài sản của gia đình bà Tú thì Hoa một lần nữa xuất hiện. Khóc sướt mướt khi gặp lại người thương, sau đó kể lể những khó khăn mà bản thân đã trải qua cho lão nghe. Ông ta dĩ nhiên tin. Rồi đến lúc ông Lâm muốn đưa Hoa về để làm lẽ thì toàn bộ sự thật mới được phơi bày. Chính Hoa và tên Năm đã cấu kết lừa lão hết lần này đến lần khác. Lão đau đớn nhận ra bản thân là con rối của Hoa, nhận ra kế hoạch bị bại lộ. Hoa và Năm đã vội cao chạy xa bay. Từ đó lão Lâm thôi không còn nhớ tới người đàn bà mưu mô đó nữa. Lão cũng không hề hay biết chuyện bà Tú sảy thai là do Hoa lên kế hoạch. Giờ đây lão mới thấy có lỗi với bà Tú. Lão nhìn bà mấp máy nói: Tôi xin lỗi. Nói xong câu đó thì lão ta đột nhiên lên cơn kinh phong, cả người co giật, sùi cả bọt mép. Lúc này bà Tú hay tin thì hoảng hốt. Bà ta dù trước đây rất giận lão, nhưng thấy chồng lên cơn thì lo lắng, vội đỡ lão vào nhà để cạo gió xoa bóp. Nhưng vô ích, lão vì lên cơn mà qua đời ngay sau đó. Bà ta cũng đau buồn trước sự ra đi của chồng, nhưng giờ chưa phải là lúc để bà than khóc. Bà Tú nhanh chóng xử lý xác của cái đen. Đợi đến đêm xuống, bà ta bỏ xác nó vào bao rồi kéo ra phía sau vườn, ném xuống cái hố ban chiều đã đào sẵn rồi lấp đất lại. Xong xuôi đầu đấy thì bà ta cũng đã thấm mệt. Có lẽ đêm hôm đó chính là đêm bà Tú được ngủ ngon nhất. Sáng hôm sau bà ta khóc lóc nằm bên cái xác của chồng. Người trong thôn thấy vậy thì tội nghiệp, rồi mọi người không ai bảo ai, mỗi người một tay để lo liệu đám tang cho ông Lâm một cách chu toàn nhất. Vợ chồng chị Nhị hay tin thì tất bật đến phụ. Chị cũng muốn gặp mặt cái Đen xem nó thế nào. Nhưng vừa gặp chị Nhàn, bà Tú đã chạy lại quát mắng: "Quần ăn cướp thất đức!" Chị Nhàn thoảng thốt, khó hiểu nhìn bà Tú. "Chị bình tĩnh, tôi biết chị đang rất đau lòng, nhưng tôi có làm gì đâu mà chị bảo tôi là quân ăn cướp." "Thưa bà con, gia đình chị Nhàn nợ tiền chồng tôi. Vì không có khả năng để trả nên mới bán cái Đen cho nhà tôi. Tôi và ông Lâm thương nó như con ruột. Vậy mà nó lấy được chồng đại gia thì ngoảnh mặt, chả nó chết mà cũng không thèm về chịu tang. Tôi nhờ người gọi nó về thì bị nó đánh đập xua đuổi. Nó còn nói là từ nay nó và gia đình tôi không có quan hệ gì nữa. Tôi hỏi mọi người, đó có phải là loại ăn cháo đá bát, quả cầu rút ván không?" Chị Nhàn thật sự không tin con gái mình là người như vậy. Chị nuôi nó từ bé đến lớn, chẳng nhẽ không hiểu tính nó. Mọi người xung quanh đó bắt đầu dè bỉu, mắng chửi chị là kẻ vô ơn. Chị không thể nán lại lâu, liền quay người về nhà. Anh Tứ biết chuyện cũng buồn không kém, nhưng anh chỉ biết tìm con ở đâu bây giờ. 2 hôm sau thì đám tang ông Lâm xong xuôi. Đêm hôm đó chị Nhàn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán. Nó giống hệt với tiếng của cái Đen. Chị vội bén mồm xỏ dép chạy ra xem thì chẳng thấy ai. Bỗng trong bóng tối chị nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh của ai đó. Chị vô thức đi theo. Cái bóng đó đi rất nhanh. Chị Nhàn sợ mất dấu nên cũng tăng tốc. Cứ vậy cái bóng chạy lại phía sau vườn nhà bà Tú thì mất dạng. Chị Nhàn đứng trơ trọi ở đó. Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai khiến chị giật mình. Bà Tú trợn mắt: "Còn kia, đêm hôm mày làm gì mà sang nhà tao vậy hả?" Nghe bà Tú hỏi, chị cũng chẳng biết vì sao bản thân lại đến đây. Chị chỉ biết ban nãy thấy bóng dáng ai đó rồi cứ thế đi theo. Chị trả lời ấp úng: Tôi bị mộng du thôi. Mà chị Tú, bữa giờ cái Đen có về thăm nhà không chị?" Bà Tú đột nhiên lạnh sống lưng, nhưng vẫn bình thản đáp: "Có, hôm qua vợ chồng nó mới về thăm nhà, mà gấp quá nên không sang thăm cô chú được. Mà thôi, trời sắp sáng rồi, tôi cần ngủ thêm, mời cô về cho." Nói xong bà ta liền ngoe nguẩy đi vào, bỏ mặc chị Nhàn đứng ngẩn ở đó. Dạo gần đây chị Nhàn thấy bất an trong lòng. Nhiều lần ngỏ ý với chồng sang nhà bà Tú xin địa chỉ nhà chồng con gái, nhưng đều bị anh Tứ gạt phăng. Chị nhớ con, lo cho con, nhưng lại không biết làm sao. Cơ thể chị cũng vì thế mà gầy đi. Mấy đêm liên tiếp chị đều nghe thấy tiếng khóc ai oán, rồi vô thức bước đi trong bóng tối. Nhưng nơi chị dừng lại chính là vườn nhà bà Tú. Sợ bị bại lộ, bà Tú phải cho người rào vườn lại. Vào một đêm mưa gió, chị Nhàn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc. Đây chắc chắn là tiếng của cái Đen. Chị vội bật dậy, mở cửa thì nhìn thấy nó đứng ngoài cổng, gọi mãi mà nó chẳng chịu vào. Nhưng sao dáng người nó mỏng mảnh, mờ mờ ảo ảo chứ chẳng rõ ràng. Nó cứ đứng bên ngoài khóc, miệng mấp máy nói ra mấy từ khó khăn: "Mẹ, mẹ ơi, con đau, đau lắm." Chị Nhàn chạy nhào ra ôm con thì cái Đen cứ thì lui lại phía xa rồi đi khuất. Chị còn thấy rõ bộ quần áo nó mặc trên người vẫn còn bê bết máu. Chị lo lắng hét lên: "Đen, Đen ơi, quay lại đây, con ơi." Anh Tứ nghe thấy tiếng hét của vợ thì giật mình tỉnh dậy. Chị Nhàn vừa khóc bắt đầu kể mọi sự tình cho chồng nghe. "Mình à, tôi có linh cảm không hay. Có khi nào cái Đen gặp chuyện gì rồi không mình?" Anh Tứ cũng là cha nó. Mấy hôm nay anh đều lặp đi lặp lại giấc mơ về cái Đen. Nó cứ đứng ở ngoài cửa mà khóc, gọi thế nào cũng không thưa. Sợ vợ lo lắng nên anh không dám nói. Không ngờ chị Nhàn cũng mơ giống hệt anh. Lúc này bà Tú đang ngủ thì cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi thốc vào người. Dù đắp chăn bông nhưng vẫn không khỏi lạnh. Bà vội ngồi dậy đóng lại cửa sổ. Nhưng khi bà ta với tay khép cửa thì bàn tay lạnh ngắt đã nắm chặt lấy. Bà Tú sợ hãi hét lên một tiếng. Rồi trước mặt bà ta từ từ hiện lên khuôn mặt méo mó, thịt máu nhảy nhụa. Bà ta nhìn qua liền đoán ngay được là cái đen. Muốn vùng vẫy la hét cũng không thể nào cử động được. Hai mắt bà Tú dán chặt vào thân ảnh quái dị trước mặt. Từ phía ổ bụng của đen, một bàn tay xương sầu đang từ từ xé toạc bụng nó để chui ra. Sau đó nó nhảy bổ lên người bà Tú. Bà ta cảm nhận được trên lưng nặng trịch như đeo vật nặng. Đứa bé đỏ hòn ngồi trên lưng bà, cười lên khanh khách. Còn cái đen, nó nắm chặt lấy cánh tay to béo kia, dùng hết sức mà bóp. Đến khi xương tay bà ta như bị nghiền nát thì cười lên khùng khục. Giờ đây bà Tú có hét cũng chẳng ai nghe. Cái đen vươn tay nắm lấy đầu bà Tú nhét qua khe cửa sổ, khiến hô hấp của bà ta càng lúc càng khó khăn. Lúc này sét trên trời đánh xuống gây ra tiếng nổ lớn. Bà Tú giật mình tỉnh giấc, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi hột. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó quá kinh hãi, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được. Bà ta tự trấn an bản thân chuyện ma quỷ không có trên đời. Vẫn chưa yên tâm, bà liền đến cạnh giường ông Lâm để nằm cho đỡ sợ. Bà 4 ngày liên tiếp, đêm nào bà Tú cũng mơ thấy cái đen về tìm bà trả thù. Nó muốn bắt bà theo nó. Đồ ác độc, bà phải đi theo tôi, trả mạng cho mẹ con tôi. Sợ không giữ nổi mạng nên bà Tú liền tìm đến thầy Pháp nổi tiếng trừ ma diệt quỷ. Nhưng vừa bước vào nhà đã bị ông ta hất nước vào người. Đi, đi về đi. Ở đây không nghênh đón những người độc ác như bà. Tôi chẳng giúp gì được cho bà đâu. Nghiệp là do bà gây ra. Mẹ con họ đang đợi bà ngoài cửa kia kìa. Bà Tú run rẩy theo từng lời thầy nói. Bà ta van xin. Con xin thầy, con lạy thầy. Thầy làm ơn làm phước giúp con. Bao nhiêu tiền con cũng chịu. Tôi nói rồi, tôi không thể giúp được gì cả. Nói xong thầy Bình vội quay lưng đi. Bà Tú giờ cũng chẳng dám về, bởi bà sợ mẹ con cái đen bắt mạng. Bà cứ quỳ ở đó hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ thầy. Sau một canh giờ trôi qua, thầy Bình đành cắn răng mà đưa cho bà ta chuỗi hạt tràng và dặn dò. Bà đeo cái này vào người, làm gì cũng không được tháo ra. Nếu không, tôi không biết chuyện gì xảy ra với bà đâu. Bà ta vâng dạ rối rít rồi đặt tiền vào tay thầy Bình, nhưng thầy nhất quyết không nhận. Tranh thủ lúc trời sáng vẫn còn nắng, bà mau chóng về nhanh kẻo gặp tai họa. Một khi mặt trời đã lặn thì cũng là lúc những vong linh ma quỷ sẽ dần dần xuất hiện, càng lúc càng mạnh mẽ. Bà Tú nghe vậy cũng không dám nán lại lâu. Đêm hôm đó quả đúng là bà Tú ngủ rất ngon giấc, không còn bị vong hồn mẹ con đen theo ám nữa. Bà Tú mấy hôm nay ngủ ngon giấc nên tinh thần cũng thoải mái hơn. Bà ta có thói quen đi dạo khắp xóm để nói chuyện phiếm. Hôm nay bà Huệ lại bồng đứa cháu nội 3 tuổi ra ngồi nơi gốc đa để tám chuyện. Bà Tú thấy trẻ con thì thích thú. Bà ta đưa tay bế thằng bé trên tay. Vì quá mải mê nói chuyện nên thằng bé vô tư cởi chiếc vòng trên tay bà ta ra lúc nào chẳng hay. Ngồi thêm một lúc thì bà Huệ bế cháu về ngủ. Bà Tú cũng đứng dậy phải đít ra về. Tối hôm đó bà Tú vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ mỗi lúc mỗi dồn dập. Bà ta tức tối đi ra xem là ai. Đợi tí làm gì mà đập cửa kế vậy không biết. Bà ta vừa búi lại tóc vừa đi ra mở cửa. Đứng trước mặt bà ta là hình ảnh người phụ nữ đang ôm bụng bầu, đầu đội nón rách, áo quần thì tả tơi, mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc. Người đó đưa tay ra phía trước tỏ ý xin ăn. Bà Tú khó chịu nói. Đi đi, ở đây không có gì đâu mà xin. Hồi quám, mau đi đi. Bà Tú vừa chuẩn bị đóng cửa lại, người đàn bà đó đã giữ lại. Sau đó đặt lên tay bà Tú một vật gì đó vừa mềm lại vừa nhớt. Đến khi bà Tú nhìn lại thì thấy đó là cái lưỡi vẫn còn dính máu. Nó nằm trên tay bà ta mà uốn éo. Bà Tú sợ hãi hét lên, sau đó ném thẳng cái lưỡi về phía người đàn bà nọ. Mà đó chính xác là vong hồn của cái đen. Bà Tú khép cửa rồi nhảy phốc lên giường. Cả người bà ta run lên bần bật. Giờ đây bà Tú mới nhận ra hạt chuỗi trên tay đã không còn. Cánh cửa sổ nơi căn buồng của bà ta đột nhiên bật mở. Cái đèn vươn đôi tay dài thườn thượt chui qua song cửa, rồi túm lấy cái đầu của bà Tú, ép đầu bà ta qua song cửa chật hẹp. Bà ta khóc lóc van xin nó nhưng vô ích. Đây chính là kết cục mà bà ta phải nhận, một cái chết không thể đau đớn hơn. Đầu bà Tú bị ép đến nỗi móp méo, hai tròng mắt không chịu được mà rơi tuột ra ngoài. Bà Tú hét lên một tiếng kinh hãi rồi tắt thở. Còn mẹ con cái đen được trả thù thì cười lên khanh khách, sau đó tan biến vào hư không. Vợ chồng anh Tứ liên tiếp nằm mơ thấy con gái trong hình hài quái dị, khóc lóc thì lo lắng. Sáng hôm sau, vợ chồng anh Tứ vội sang nhà bà Tú để hỏi chuyện cho ra nhẽ, thì đúng lúc gặp bà Huệ, nét mặt thất thần đi ra. Anh Tứ vội hỏi: "Bác Huệ, bác đi đâu mà gấp vậy?" Bà Huệ run rẩy chỉ tay vào phía nhà bà Tú mà nói: Bà Tú chết rồi." Sáng nay bà Huệ vội sang nhà bà Tú sớm để trả lại hạt chuỗi, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Đầu bà ta vắt qua song cửa, còn cơ thể béo ú thì quỳ trên giường. Bà Huệ tới gần thì thấy đầu bà ta bị biến dạng, hai mắt đã rớt ra ngoài, máu me chảy ra ướt hết cả mặt mũi. Bà Huệ khiếp quá, bà chân bốn cẳng chạy đi. Chị Nhàn, anh Tứ vội chạy nhanh vào trong xem, rồi cả thôn nghe tin thì kéo đến xem. Có người thấy cái xác của bà Tú thì rùng mình, không ai biết tại sao bà ta lại chui đầu vào đó. Một vài người đi vòng ra phía sau để tìm lại hai con mắt của bà Tú thì phát hiện ụ đất vẫn còn mới sau vườn. Họ liền đào lên xem thì phát hiện ra cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng của cái đen. Anh Tứ, chị Nhàn ngất xỉu khi nhận xác con. Vợ chồng anh chị đến cuối đời vẫn không thôi dằn vặt khi đẩy con vào đường chết. Mãi mãi chẳng ai hay biết những chuyện đã xảy ra với Đen và vợ chồng lão Lâm Thẹo. Sau khi đem xác con gái về an táng, đêm hôm đó anh chị mơ thấy cái đen trong hình hài lành lặn, không còn máu me bê bết như những lần trước, nhưng cái bụng nó to hơn bình thường. Cái đen kể lại hết những gì nó đã trải qua, rồi cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, rồi mới từ từ tan biến vào khoảng không tăm tối. Cũng từ đó, anh Tứ chăm chỉ làm việc hơn. Anh không muốn những đứa con của mình phải chịu khổ vì mình. Cái chết của Đen đã giúp anh tỉnh ngộ nhiều rồi. Gia đình cũng từ đó chung sống hạnh phúc. Nhưng trong lòng mỗi thành viên đều không ngừng nhớ về cái Đen, đứa con hiếu thảo, sống hết lòng vì gia đình, bố mẹ. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Ngân, rất hay phải không ạ? Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai, Nghề bốc mộ của tác giả Kiến Lương. Thằng Tí hớt hải chạy trên con đường đất, trên đầu là cơn mưa xối xả. Người nó ướt nhẹp, mưa trắng xóa chẳng thấy gì phía trước. Nó chạy chân trần, đã cố gắng tránh mấy vũng nước mưa, nhưng cả con đường chỗ nào cũng trồi sụt hết cả. Bầu trời đen kịt, lúc sau còn có sấm sét khiến nó vừa chạy vừa sợ. Nhớ đầu bị sét đánh trúng có mà thành con chó thui. Huống hồ trong bụng nó lúc này còn đang giấu một mảnh sắt gì. Thằng Tí chẳng biết mảnh sắt gì này thì làm được gì, chỉ biết bố nó dặn phải đem cho lão Chín Dần ở cuối làng, nên nó mới phải khổ sở mưa gió thế này. Nhà thằng Tí ở đầu làng, nhưng cái làng bé tí thì nhà đầu làng với nhà cuối làng chỉ cách nhau có đúng mỗi một con sông, nên khi bị bố nó sai đưa cục sắt sang cho lão Chín, nó chẳng nể hà mà đi ngay. Ai dè đi được nửa đường thì trời mưa, nhà lão Chín Dần cũng vì thế mà trở nên xa hơn. Lại nói về lão Chín Dần, lão năm nay mới ngoài 50, nhưng ai không biết nhìn lão cũng tin chắc tuổi của lão còn lớn hơn con số đó rất nhiều. Mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo cùng dáng người gầy gò, chỉ có mỗi da bọc xương của lão mà đi trời tối, còn khiến đám con nít sợ đái ra quần. Tuy nhiên, mắt lão lại rất sáng, tình như mắt cú mèo. Điển hình là có lần thằng cu Mít bạn thằng Tí trèo lên cây xoài nhà lão hái trộm quả. Thằng Mít ung dung tưởng lão Chín Dần mắt mờ chân chậm, ai ngờ lão nhìn một phát nói đúng tên thằng nhỏ đang chót vót trên ngọn cây. Từ đó chẳng đứa nào dám mò sang nhà lão Chín ăn trộm nữa. Lão Chín Dần sống một mình, bố mẹ lão đều chết sớm. Cả gia tài chỉ để lại cho lão một cái túp lều tranh vách đất với cái liếp rách chỉ còn một mẩu. Lão Chín không lấy vợ, cũng chẳng ai biết cụ thể lý do là gì. Người thì bảo lúc sống bố mẹ lão đều nghèo, không đủ tiền cưới vợ cho lão. Riêng bố thằng Tí lại cho rằng việc lão không lấy được vợ phần nhiều xuất phát từ cái nghề của lão, nghề bốc mộ. Lão Chín Dần mồ côi cha mẹ, lão không được đi học. Nhà lại nghèo rớp mồng tơi nên để sống qua ngày. Từ thời thanh niên, lão đã theo người ta đi bốc mộ thuê. Rồi chẳng biết từ bao giờ bốc mộ trở thành nghề của lão. Cái nghề không khiến lão dư giả đồng ra đồng vào, nhưng đủ ăn, sống lay lát qua ngày. Lại nói về cái nghề bốc mộ của lão Chín Dần, cả làng cả tổng này chẳng ai dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Bọn con nít như thằng Tí rảnh rỗi hay rủ nhau ra nghĩa địa chơi ma lon thế thôi. Trước khi nhắc đến ma quỷ cũng phải co giò mà chạy. Người lớn nhìn thấy người bị tai nạn, gãy tay gãy chân còn sợn da gà. Đằng này, lão lại làm cái công việc bốc thi thể người chết từ huyệt mộ này chuyển qua một huyệt mộ khác. Đấy là còn chưa nói trước, lão còn phải tự tay rửa bộ xương trắng héo của người ta. Eo ơi, chỉ nghĩ đến thôi đã lạnh cả sống lưng rồi. Bảo con gái trong làng vì thế mà tránh xa lão cũng chẳng sai. Thử tưởng tượng mà coi, khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, lão cứ thao thao bất tuyệt về việc bốc mộ thì ai mà chịu cho nổi. Không buồn nôn có mà lạ. Nói tóm lại, cuộc đời của lão Chín Dần chỉ đi đi về về giữa túp lều rách nát của lão và nghĩa địa. Nên bây giờ thằng Tí sang kiểu gì lão cũng đang ở nhà, vì buổi đêm lão mới đi bốc mộ. Thằng Tí chạy một hồi, cuối cùng cũng đã đến được nhà lão Chín Dần. Cánh liếp đang đóng nhưng bị gió giật tung khiến mưa phả vào trong. Thằng Tí nhìn từ ngoài đã thấy lão Chín nằm một đống lù lù ở giữa nhà, ngay trên đống rẻ sách bốc mùi hôi thối. Thằng Tí khẽ đẩy tấm liếp và chạy sộc vào trong. Ngay lập tức đã khịt khịt mũi vì mùi rượu bốc lên nồng nặc. Nó rú rú người rồi đi tới chỗ lão Chín lay lão dậy. Lão Chín Dần lúc này mới từ từ mở mắt. Vừa thấy thằng bé con người ướt nhẹp, đã cao giọng quát: "Cái thằng này sao để nước chảy ướt hết nhà tao thế này?" Thằng Tí sợ sệt nhìn xuống đất. Quả nhiên nước mưa từ người nó đang chảy xuống cái nền bằng đất, nhão nhoét. Nhưng thằng Tí biết lão Chín chỉ chửi thế chứ chẳng dám làm gì nó. Lão nổi tiếng chẳng đánh trẻ con bao giờ. Vụ thằng Mít lúc trước lão cũng chỉ chửi dăm ba câu chứ chẳng động một cái roi nào vào người thằng bé. Thằng Tí sau đó nhớ ra nhiệm vụ của bố, rồi miếng sắt gì được giấu kín trong bụng ngay dưới lớp áo mỏng tang đưa ra trước mặt lão Chín. "Bố cháu bảo mang tới cho ông. Thôi cháu về đây." Thằng Tí nhanh nhảu nói, ném cục sắt rỉ bằng nắm tay xuống cái ổ hôi thối của lão Chín, rồi lại xông ra giữa trời mưa, chạy biến đi. Lão Chín Dần nhìn theo thằng Tí, phát hiện ra cái liếp rách nhà ông vừa bị thằng bé sượt qua, rồi cái bịch xuống nền nhà. Mưa càng phả vào mạnh hơn. Lão Chín Dần tạm thời chưa để ý tới miếng sắt gì thằng Tí mang tới. Bước tới gắn lại tấm lép không có mà nhà lại ướt hết. Xong xuôi, lão thất thểu đi về chiếc ổ chó, nằm thẳng đuột ra như xác chết, tay cầm miếng sắt gì đưa lên cao ngắm nghía. Một tia sét sáng loáng bất ngờ xẹt trên mái tranh nhà lão Chín Dần, làm lão tưởng mái nhà đã bị xé làm đôi luôn rồi. Lão giật mình ném cục sắt rỉ xuống sàn nhà bằng đất cứng, tạo thành một tiếng cộc khô khốc. Mắt trợn ngược nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hơi thở hổn hển như người già sắp chết đến nơi. Sau một lúc bình tĩnh lại, lão Chín Dần mới ngồi dậy, tay cầm cục sắt rỉ lên, lau thật sạch đất bám trên đó. Xong xuôi, lão tiến về phía cửa sổ, hứng nước mưa bằng đôi tay nhăn nheo để rửa lại lần nữa cho sạch. Cuối cùng, lão cầm cục sắt rỉ bước vào buồng trong, nơi được ngăn cách với bên ngoài bằng một miếng vải đỏ thẫm, trông vô cùng kinh dị. Bên trong là một gian nhà nhỏ, chật chội và không có ánh sáng, nhưng lại là chỗ kín gió nhất trong nhà. Mưa cũng không phả đến được. Trong này, lão Chín Dần chỉ đặt vừa một chiếc bàn thờ nhỏ bằng gỗ được treo trên tường bằng 2 sợi dây thép cứng. Trên bàn thờ có ảnh bố mẹ lão và một bát hương đã nguội lạnh từ lâu. Có vẻ như lâu lắm rồi lão Chín Dần chưa lau quét hay chăm lo hương khói cho chiếc bàn thờ, nên để nhện tha hồ giăng tơ làm tổ. Lão bước đến, chỉ một cái gạt tay đã xẹp ngay tổ mạng nhện ngay trên nóc bàn thờ. Tiếp đó, lão dùng miệng thổi bụi dính bên trên, cũng nhanh chóng thắp chiếc đèn dầu chỉ còn một chút dầu bên góc trái. Ánh sáng len lói lên giữa không gian chật chội, ập mốc. Lão Chín Dần nhìn chằm chằm di ảnh bố mẹ một hồi, hai môi bặm lại, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Sau đó, lão đặt cục sắt dỉ vào một cái bát sứ đặt ở trước bát hương, tay châm 3 que hương rồi chắp tay khấn vái. Lão Chín Dần cúi đầu phủ phục trước bàn thờ, miệng lẩm bẩm gì đó. Ở giữa hai bàn tay là 3 que hương đang cháy. Khấn vái một lúc, lão Chín Dần cắm 3 que hương vào bát hương, lại thở dài một tiếng, vén tấm vải đỏ sang một bên và bước ra ngoài. Sở dĩ lão Chín Dần thắp hương cúng một cục sắt gì như thế là vì lão nghe nói nếu làm vậy thì khi đi bốc mộ sẽ không gặp phải mấy cái mộ bị mất đầu, mất tay do bị bọn trộm chặt mất. Bọn trộm tin rằng chỉ cần đem đầu vào tay của người bị sét đánh chết về thờ cúng, nếu cánh tay chỉ hướng nào thì chỉ cần đi theo hướng đó trộm thì sẽ vô cùng suôn sẻ. Mà mấy cái xác không đầu không tay thường khiến lão Chín Dần ám ảnh. Dù lúc bốc lên thi thể người đã tiêu hết, chỉ còn mỗi xương không. Lão Chín Dần sau đó mới đem chuyện này kể cho một người trước đó cũng từng làm nghề bốc mộ như lão, nhưng giờ đã bỏ nghề. Nghe thì được hắn ta mách cho kiếm một cục sắt gì có hình dạng tròn tròn một chút, đem về thờ cúng đàng hoàng thì kiểu gì cũng sẽ không gặp mấy cái thi thể kinh dị như vậy. Không chỉ vậy, dạo gần đây chẳng có mấy người đến thuê lão bốc mộ nữa, nên lão đâm lo, hy vọng cúng kiến kiểu này sẽ giúp tình hình của lão được cải thiện. Chỉ nghe vậy, lão Chín Dần đã tin sái cổ, liền đi tìm bố thằng Tí làm nghề thu gom đồng nát, nhờ để ý tìm giúp lão một cục sắt gì tròn tròn. Bố thằng Tí ban đầu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ai ngờ đây, hôm nay có người mang tới một cục sắt như thế thật. Thế là lão liền sai thằng cu Tí cầm sang cho lão Chín, còn tiền thì trước đó lão đã đưa trước rồi. Nhang khói cúng kiến xong, lão Chín Dần ngả lưng xuống cái ổ chó nhắm mắt nằm ngủ, chẳng màng đến ăn uống gì. Nhưng lão còn chưa kịp buồn ngủ, mắt đã mở thao láo nhìn lên tấm mái tranh rách nát. Tay lão vắt ngang trán, lại thở dài, giống như thể trong lòng đang chất chứa nhiều tâm sự lắm. Bỗng, tiếng sấm bất ngờ nổ vang trời, khiến lão Chín Dần giật mình lần nữa. Lão vô thức nhìn vào buồng, ngay lập tức hai mắt bỗng trợn ngược, toàn thân run lẩy bẩy. Qua tấm vải đỏ thẫm, lão nhìn thấy cục sắt đang phát sáng. Lão Chín tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm, liền dụi mắt nhìn lại. Lão lập tức ngồi bật dậy, sống lưng lạnh toát, song vẫn tiến vào buồng. Tay lão run rẩy vén tấm vải đỏ, mắt vẫn chằm chằm vào cục sắt đang phát sáng. Những tiếng sấm liên tiếp nổ vang trời khiến lão Chín Dần sợ đến nỗi thất kinh hồn vía. Lão vô thức quay người lại, chợt nhìn thấy một người lạ vừa mặc áo mưa trùm kín đầu bước vào nhà lão. Người đàn ông từ từ bỏ chiếc mũ áo mưa xuống, nước rớt xuống sàn nhà tong tỏng. Ông ta nhìn lão Chín Dần, khóe môi bất chợt nhếch lên cười tà mị. Lão Chín Dần không cả dám thở, mắt trợn trừng nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện. Chỉ khi người đàn ông từ từ cởi áo mưa, để lộ ra gương mặt khắc khổ cùng với cái sẹo to tướng ngay má phải, lão Chín mới thở vào. Hóa ra là chú Tư Thẹo. Lão Chín Dần vừa nhìn chú Tư vừa nói, quên luôn cả cục sắt rỉ đang phát sáng đằng sau lưng. Bác Chín đang làm gì vậy? Chú Tư Thẹo cũng tỏ ra niềm nở. Sao mặt mày xanh ngắt như nhìn thấy ma vậy bác? Chú trông lại chú đi. Lão Chín cười cười. Nhìn có khác gì ma không? Trời thì mưa gió tối thui, chú lại mặc nguyên cái áo mưa đen thế này. Tôi mà là bọn con nít chắc đái ra quần từ lâu rồi. Mặt mày chí tái xanh đi là còn may đó. Cũng phải. Chú Tư Thẹo đột nhiên nói khiến lão Chín cứng đơ cả người. Người như bác Chín chắc nhìn thấy ma nhiều rồi nên chắc chẳng có sợ ma đâu nhỉ. Lão Chín Dần không trả lời, bước tới góc nhà lấy cho chú Tư Thẹo cái ghế để chú ngồi, còn lão thì ngồi khoanh chân trong chiếc ổ chó quen thuộc. Lúc này lão mới cật cù tâm sự. À nào, tôi đã gặp ma bao giờ đâu mà chú bảo sợ với không sợ. Cái nghề bốc mộ này của tôi nói thì nói vậy chứ chỉ toàn tiếp xúc với thi hài người chết, còn vong hồn của họ tôi chưa gặp bao giờ. Chú Tư Thẹo vừa nghe vừa gật gù, lúc này mới móc trong túi áo ra một nắm lá tàu bi, giọng có chút run rẩy. Cháu cũng giống bác vậy, nhưng nghe nhắc đến thôi là đã sợ lắm rồi. Nãy từ nhà chạy sang đây cũng phải giật nắm lá tàu bi mới yên tâm, chứ không thì có thuê cháu cũng không dám sang nhà bác giữa thời tiết như này. Nghe chú Tư nói vậy, lão Dần cũng hiểu được phần nào. Ở cuối làng chỉ có mỗi nhà lão, còn xung quanh chỉ là đồng không mông quạnh, nên khiến người ta sợ cũng phải. Ngay cả bản thân lão đêm nào không ngủ được, nghe tiếng lá cây xào xạc cũng tim đập chân run, chứ đừng nói là người khác. Thế chú sang đây có việc gì không? Lão Chín Dần đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi chú Tư. À đấy, chú Tư đập tay xuống đùi. Mãi nói chuyện suýt nữa cháu quên mất. Chẳng là vợ cháu bảo chạy qua nhờ bác đi bốc cho cái mộ của ông già. Dạo này con bé Mướp cứ ốm quấy quá. Vợ cháu đi xem thầy thì thầy bảo do mồ mả không yên nên mới như vậy. Nên vợ chồng quyết định bốc mộ cho ông già xem tình hình có cải thiện được không. Thế à? Lão Chín Dần khẽ thở hắt ra một tiếng, để lộ ra hai hàm răng đã đen xì hết cả. Nhưng ông già Tư chết được bao lâu rồi chứ nhỉ? Chú Tư Thẹo nhầm nhầm một hồi, sau đó liền trả lời. Cũng hơn 3 năm rồi đó bác. Bác xem như thế thì đã bốc được mộ chưa? Bốc thì đương nhiên là bốc được rồi, lão Chín đăm chiêu. Nhưng cũng có nhiều trường hợp chết hơn 3 năm mà xác chưa tiêu hết. Hoặc xấu hơn, nếu mộ đó là mộ kết thì không bốc ngay được đâu chú. Vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Chú Tư Thẹo hỏi với giọng lo lắng. Nhà cháu thì muốn bốc ngay, chứ cứ để con Mướp thế này vợ chồng cháu lo lắm bác ạ. Lão Chín Dần suy nghĩ một hồi, ánh nhìn vô tình hướng vào bên trong buồng. Thấy tối đen, toàn thân lão đâm lạnh toát. Nhưng biết chú Tư đang quan sát mình, lão đành cố trấn an để chú Tư không phát hiện ra lão đang sợ hãi. Cuối cùng, lão nói với chú Tư. Hay là thế này, chú cứ về bảo vợ chú đi xem ngày giờ bốc hợp vào với tuổi của chú trước. Còn ngay khi tạnh mưa, chú lại qua đây tôi với chú đến tận mộ kiểm tra cho chắc. Ôi, thế thì cảm ơn bác quá. Thế cháu về bảo vợ cháu cái đã rồi lại chạy sang ạ. Chú Tư Thẹo nói xong chẳng thèm mặc lại áo mưa gì, phấn khích chạy một mạch ra ngoài. Lão Chín Dần nheo mắt nhìn theo chú Tư, theo thói quen lại thở dài. Lão quan sát trời đất, thấy mưa cũng đã ngớt ngớt một chút, chắc mầm một lúc nữa là sẽ tạnh hẳn. Định đánh một giấc trong lúc đợi tạnh mưa, ai dè còn chưa kịp ngả lưng xuống cái ổ chó vẫn bốc mùi hôi thối. Lão đã trợn trừng mắt nhìn vào trong buồng. Cục sắt rỉ lại đang phát sáng. Lão Chín hơi sợ, da gà nổi hết cả lên, những nếp nhăn xô vào nhau giật liên tục. Lão đang định đứng dậy tới kiểm tra thì bóng đen lại bao phủ căn buồng, cứ như thể khi nãy thứ mà lão nhìn thấy chỉ là ảo ảnh vậy. Lão Chín Dần bất giác thở phào, nằm xuống, xong lại chẳng chợp mắt được. Lão cứ suy nghĩ mãi về việc vừa cúng cục sắt rỉ xong thì chú Tư sang nhờ đi bốc mộ. Chẳng lẽ viên sắt rỉ đó đã ứng nghiệm rồi sao? Suy nghĩ này khiến lão Chín vừa mừng vừa sợ, bởi trước nay mỗi lần đi bốc mộ, lão không hề cảm thấy căng thẳng thế này. Lão Chín Dần cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài tấm liếp khiến lão Chín Dần giật mình tỉnh dậy. Lão thấy mình vẫn nằm trên ổ chó, mắt kèm nhèm toàn gen bẩn ơi là bẩn. Lúc này tiếng gọi lại cất lên, lão Chín đành phải lật đật dậy đi ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy chú Tư Thẹo, lão Chín Dần đã nhớ ra mọi chuyện. Lão nhìn trời đất, vẫn tối thui nhưng mưa đã tạnh hẳn. Đang lúc chưa biết phải làm gì tiếp theo, chú Tư Thẹo đã lên tiếng. Bác ngủ gì mà ngủ kỹ vậy? Cháu đứng gọi một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, còn tưởng bác bị làm sao đang định xông vào đấy. Lão Chín Dần hơi bối rối, hỏi chú Tư bây giờ đã là mấy giờ rồi, thì được chú nói bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Lão nghe mà hốt hoảng, không ngờ lão đã ngủ lâu như vậy. Thế bây giờ mình có đi nữa không bác? Chú Tư thấy trời tối mịt, hơi băn khoăn nên hỏi lại lão Chín. Đi chứ. Lão Chín Dần nói thẳng thừng rồi đi thẳng vào trong. Chú ở đây đợi tôi một lát, tôi ra ngay. Lão Chín Dần nói xong đi thẳng vào trong buồng. Lão lại lấy 3 que hương, đốt cháy rồi khấn vái như lần trước. Sau đó lão cắm 3 que hương vào bát hương, mắt nhìn đăm đăm vào cục sắt rỉ. Tự nhiên thấy sau gáy lạnh lạnh, tiếng thở dài thườn thượt lại hắt ra. Nghĩa địa tối tăm không một chút ánh sáng, không khí âm u lạnh lẽo bao trùm lên lão Chín và chú Tư. Lão Chín Dần đi trước, chú Tư đi sau, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên. Song vẫn cảm thấy xung quanh, đằng sau đang có ai đó đang đi cùng mình, hoặc cũng có thể ở phía trước sẽ có một con ma nữ nào đó bất ngờ quay lại với gương mặt nát bét và mái tóc dài rũ rượi chẳng hạn. Chú Tư càng nghĩ càng sợ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, trong khi đầu liên tục lắc nguẩy nguậy để cố xua đi những hình ảnh khủng khiếp. Chú cố gắng đi sát lão Chín Dần nhất có thể, bởi chú quan sát bước chân của lão chẳng có vẻ gì là sợ sệt như chú cả. Đến rồi. Giọng chú Tư Thẹo cất lên giữa đêm tối khiến lão Chín Dần hơi giật mình, cố mở to đôi mắt kèm nhèm của mình ra nhìn cho rõ. Lão hơ hơ chiếc đèn dầu trước mặt, nhưng kỳ thực vẫn không thể nhìn tất cả một cách rõ ràng. Một mỏm đất nhô cao, cỏ mọc tùm hiện ra trước mắt lão Dần. Ở giữa là bia mộ của bố chú Tư. Lão chưa quan sát kỹ ngôi mộ mà nhìn lần lượt 4 phương 8 hướng, nhắm mắt lại để cảm nhận hướng gió một cách thành thục. Chú Tư chẳng hiểu lão Chín đang làm gì, nhưng nghĩ đây là nghề của lão nên cũng không tiện can dự vào. Cảm nhận hướng gió xong xuôi, lão Chín Dần bèn sai chú Tư thắp một nắm hương cắm chính giữa ngôi mộ. Chú Tư cũng chẳng hiểu mục đích để làm gì, song vẫn răm rắp làm theo. Chú Tư thắp hương xong rồi, lão Chín Dần từ từ quan sát hình dáng khói bay lên. Gương mặt vô cùng đăm chiêu khiến chú Tư cũng đâm lo lắng, nhưng một lần nữa chú lại im lặng mà không hỏi gì. Bó hương cháy được một nửa, lão Chín Dần lúc này mới đi quanh ngôi mộ, quan sát rất cẩn thận. Thậm chí lão còn cầm đèn dầu soi tận vào một đám cỏ mọc trên mộ. Chú Tư dõi theo từng cử động của lão Chín mà căng thẳng. Không những thế, có vẻ như không khí đang mỗi ngày một lạnh hơn, khiến chú co rúm cả người lại. Sau gáy lạnh toát, buồn buồn như thể có chiếc lưỡi dài thòng đang mơn trớn. Đứng giữa nghĩa địa vào lúc nửa đêm thế này, không thể tránh khỏi những suy nghĩ quỷ dị đó. Mặc dù người chú Tư đang run cầm cập, song vẫn cố kiềm chế không hét lên vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của lão Chín Dần. Chú Tư nhắm tịt mắt không dám nhìn, kể cả lão Chín có làm gì chú cũng không quan tâm nữa. Bỗng lúc này, một luồng khí lạnh bất ngờ ập vào gáy, khiến toàn thân chú run lẩy bẩy. Chưa dừng lại ở đó, luồng khí lạnh tìm đến vành tai của chú Tư, phả một hơi lạnh lẽo vào trong. Chú Tư không chịu được nữa mà hét lên, tay chân khua loạn xạ trong không khí, mắt vẫn không dám mở ra, miệng lẩm bẩm cái gì mà ma quỷ hãy tránh ra, chú tha. Chú Tư, chú Tư. Một giọng nói quen thuộc vang lên mới khiến chú Tư Thẹo hoàn hồn, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của lão Chín, chú mới thở vào. Chú làm sao vậy, Tư? Lão Chín Dần nhìn chú Tư hỏi han. Dạ, cháu không sao. Chú Tư nói dối, tay xua xua. Sau đó nhớ ra chuyện gì đó mới hỏi lão Chín. Mà tình hình thế nào rồi bác? Mộ ông già cháu đã bốc được chưa? Lão Chín Dần đột nhiên đăm chiêu. Lúc nãy ông đã quan sát kỹ ngôi mộ, không phải là mộ kết nên có thể bốc được ngay, nhưng chẳng hiểu sao lão vẫn thấy lấn cấn không yên. Hình ảnh cục sắt rỉ phát sáng hiện ra trong đầu lão khiến lão khẽ run rẩy. Cứ như thể thứ lão đã nhìn thấy không phải là một cuộc sát gì, mà là một thứ gì đó khác kinh dị lắm. Thầy lão Chín dần đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt vô cùng căng thẳng. Tư Thẹo đứng bên cạnh càng lo lắng hơn, gấp gáp hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, lão Chín mới nghe thấy mà trả lời. Bốc được, còn vợ chú đi xem ngày thế nào, ngày mấy là bốc được? Đêm mai là lúc 2 giờ đêm bác ạ. Chú Tư trả lời. Đêm mai à? Lão Chín dần lẩm nhẩm tính gì đó rồi trả lời. Thôi cũng được, vậy bây giờ tôi với chú về, đêm mai lại quay trở lại đây. Cả hai quyết định thế rồi ra về. Chú Tư vì sợ quá mà chạy đi trước, trong khi lão Chín dần vẫn lừ lừ đi phía sau. Bất ngờ lão dừng lại, quay người nhìn ngôi mộ lần nữa. Vẫn là tiếng thở dài quen thuộc được lão thở ra. Lúc này trời đột nhiên lại đổ mưa, sấm chớp cùng kéo đến một lượt, khiến cả lão Chín dần và chú Tư Thẹo hoảng hốt co chân chạy. Phía sau, bóng tối đen kịt vẫn đang đuổi theo hai người. Lão Chín dần lết được về căn nhà tranh rột nát của mình thì toàn thân cũng ướt nhẹp, không còn chút sức lực nào. Lão nhìn vào bên trong tối thui, bất giác rùng mình, xong vẫn bước vào. Lão lê thân hình già nua đến cái ổ chó, nằm phịch ngay xuống. Chẳng màng mình mẩy vẫn đang ướt như chuột lột, lão Chín dần thấy mệt rã rời, chỉ muốn ngả lưng ngủ ngay lập tức mà thôi. Vừa mới nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, lão Chín dần đã bị gọi dậy bởi một âm thanh kỳ lạ. Tuy nhiên, lúc lão mở mắt ra thì lại chỉ thấy bóng tối đen kịt, không một tiếng động nào lọt vào tai. Kể cả tiếng thở hổn hển của lão cũng tựa hồ không nghe thấy. Lão Chín sợ đến nỗi tưởng chừng như tim muốn rớt ra ngoài. Lão thấy người mình lúc lạnh ngắt, lúc nóng ran như người bị sốt rét rừng, nhưng một lúc sau lại thấy bình thường như chẳng có việc gì. Lão tiếp tục sờ lên trán, trán lão mướt mồ hôi, trong khi gió vẫn thốc qua cửa sổ vào nhà lão từng đợt điên cuồng. Không thể ngủ tiếp, lão Chín dần quyết định ngồi dậy, thắp lại cây đèn dầu chỉ còn chút dầu cạn. Chút ánh sáng le lói lên, song vẫn khiến lão yên tâm hơn một chút. Lão Chín thấy cổ họng mình khát khô, liền đi ra chum nước bên ngoài, uống liền mấy ngụm bằng chiếc gáo dừa đã bị rêu bám xanh rì. Uống nước xong, lão thấy đỡ hơn một chút, lúc này mới nhìn lên trời, thở dài thườn thượt. Sao trời đất lúc mưa lúc nắng thất thường thế nhỉ? Lão Chín dần chợt lo cho buổi bốc mộ ngày mai, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không. Chợt nhớ ra viên sắt gì, lão Chín dần vội vã chạy vào trong, tay cầm đèn dầu run rẩy. Tấm vải đó khiến lão sởn da gà, nhưng khi thấy cục sắt đang phát sáng, lão chính thức không đứng vững, khuỵu xuống. Lão sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, mắt trừng trừng, thổi lồi như mắt ếch. Chân đạp mạnh xuống nền đất, di chuyển ra ngoài trong tư thế ngồi. Lão Chín dần lùi mãi cũng sợ thấy tấm liếp rách quen thuộc. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, một bàn tay lạnh buốt bất thình lình đặt lên vai lão. Lão Chín sợ xanh mắt, người giật bắn, không kiềm chế nổi mà hét lớn. Bác Chín, bác sao vậy bác Chín? Lão Chín dần lúc nghe thấy tiếng người nói mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng khi nhận ra người trước mặt là chú Tư Thẹo, lão lại sợ lại, thậm chí còn sợ hơn lần trước. Chú Tư, sao chú còn tới đây làm gì nữa? Thì bác hẹn đêm nay sẽ cùng cháu đi bốc mộ trong già của cháu mà. Chú Tư đưa cái làn màu đỏ ra trước mặt lão, khoe. Đây, đồ đạc mà vợ cháu đã chuẩn bị, chú xem có thiếu thứ gì không? Lão Chín dần chết chân, rõ ràng lão bảo chú Tư là đêm mai, sao cuối cùng lại thành ra đêm nay được? Lão đang định thắc mắc thì đã thấy chú Tư lôi hết đồ trong làm ra để lão kiểm tra. Lão Chín dần đành tạm thời bỏ qua việc sai lệch về thời gian, đưa mắt kiểm tra từng món đồ mà thím Tư đã chuẩn bị. Chẳng thiếu thứ gì: hương, rượu trắng, tấm vải đỏ, tấm ni lông trắng và cả nước vang nữa. Tất cả những thứ cần cho một buổi lễ bốc mộ đều có ở đây. Đủ rồi, lão Chín dần nhìn chú Tư nói. Nhưng mà còn nhưng nhị gì nữa bác? Chú Tư Thẹo chỉ đợi có vậy. Vừa cất vội đồ đạc vào làn, vừa xốc áo Chín đứng dậy kéo đi. Nếu đủ rồi thì mình đi thôi, cũng sắp đến 2 giờ đêm rồi. Lão Chín dần định giải thích, xong không làm sao ngăn chú Tư lại được. Cứ thế để mặc chú Tư kéo sành sạch đi. Lão nhìn chú Tư Thẹo từ đằng sau, chẳng hiểu sao sống lưng lại bất ngờ lạnh toát. Vô thức nuốt nước miếng ừng ực, như thể căng thẳng lắm. Rõ ràng lão nhớ cả hai chỉ vừa mới đi kiểm tra mộ trở về thôi mà. Không có lẽ lão lại nhầm lẫn được. Mặc dù không hiểu gì, lão Chín dần vẫn bị chú Tư kéo đến nghĩa địa một lần nữa. Khung cảnh tối tăm lạnh lẽo lại một lần nữa hiện ra trước mắt lão, khiến lão như chết đứng. Khi bị chú Tư kéo đến đúng ngôi mộ của bố chú mà lão chỉ vừa mới kiểm tra không lâu, thì lão lại càng sợ hơn. Dù nhìn ra lão Chín dần đang vô cùng hoang mang, chú Tư vẫn thản nhiên mỉm cười, rồi đưa ấm nước vang cho chú Tư. Lão Chín dần vô thức cầm lấy ấm nước. Tuy nhiên lúc nhìn thấy bia mộ, tấm bia mộ liền chết sững, tay đánh rơi ấm nước xuống đất. Nếu chú Tư Thẹo không nhanh tay thì nước vang đã bị chảy ra hết rồi. Trên tấm bia mộ của cả ngày và ngày tháng năm sinh mất của lão Chín dần, và thời gian mất chính là 3 năm về trước. Lão Chín dần nhìn chằm chằm tấm bia mộ, toàn thân run lẩy bẩy, miệng cứng lại không nói được gì. Lão định hỏi chú Tư Thẹo xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại thấy chú Tư đã quỳ sụp xuống trước mộ lão, vái 4 phương 8 hướng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Đúng 2 giờ đêm, chú Tư Thẹo liền ra hiệu cho lão Chín dần bắt đầu bốc mộ. Dù tay chân vẫn còn mềm nhũn ra không chút sức lực, song lão vẫn quyết định làm theo. Khi nhìn vào mắt chú Tư Thẹo, dường như có một luồng sức mạnh nào đó từ trong mắt chú Tư đang điều khiển lão, bắt lão làm theo ý chú. Hai tay lão Chín dần run rẩy chạm lên nắp quan tài, lạnh ngắt từ từ mở ra. Một bộ xương người trắng héo đã lù lù trước mắt. Chú Chín dần sợ hãi lùi lại khi biết rằng đó là xương của chính mình, nhưng tay vẫn cầm chai rượu trắng lên, tưới khắp huyệt mộ để xua tan âm khí. Tiếp đó chú Tư quỳ xuống bên cạnh huyệt mộ, đưa tay vào trong quan tài, bốc từng mảnh xương của mình lên, dùng nước vang rửa thật sạch sẽ và đặt lên tấm vải đỏ. Lão làm một cách thành thục, không có gì sai sót. Chẳng mấy chốc đã bỏ xong chỗ xương người vào tiểu. Khi lão đang định di chuyển tới chỗ chôn tiểu mới, chú Tư Thẹo mới hốt hoảng lên tiếng. Bác Chín, hình như xương vẫn còn thiếu bác ạ. Thiếu gì? Lão Chín chắc chắn mình đã kiểm tra đủ nên hỏi lại. Cháu không biết, nhưng bác cứ kiểm tra lại lần nữa đi cho chắc. Chú Tư ra lệnh, nhìn thẳng vào mắt lão. Vì thiếu, dù chỉ là một mảnh nhỏ thôi cũng sẽ bị người chết trừng phạt, phải không bác? Nghe Tư Thẹo nói vậy, mặc dù rất sợ, song lão vẫn nghe lời chú, mở tiểu ra kiểm tra. Lão mở tấm vải đỏ ra, sờ lên từng khúc xương để kiểm tra. Đột nhiên, lão cảm nhận được một luồng khí lạnh vừa truyền vào đầu ngón tay lão, cùng cảm giác nhảy nhụa, nhấp nháp. Toàn thân lão Chín dần cứng đơ, song hai con người lại nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu của mình. Ở đó máu đang chảy ra ràn rụa. Lão Chín dần hét toáng lên rồi tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi. Lão nhìn xung quanh, ngay lập tức bị vài ánh nắng soi vào mắt, giúp lão nhận ra lúc này đã là ban ngày rồi. Lão Chín dần thở gấp, hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi. Lão đứng dậy đi về phía cửa sổ, khẽ thở dài. Tiếp đó lão tiến vào trong buồng, thắp hương trên bàn thờ bố mẹ. Trước đó người chỉ cho lão cách cúng cái cục sắt gì, cũng nói thêm ngày phải cúng đủ 3 lần, sáng trưa tối thì mới có tác dụng. Lão đi ra chùm nước rửa mặt, bốc nước mát khiến lão trở nên tỉnh táo vô cùng, song vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua. Ánh mắt của chú Tư Thẹo có phần kỳ lạ, lại thêm chuyện tự mình bốc mộ cho mình nữa, khiến lão không ngừng run rẩy. Cũng may đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tuy nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chín dần. Cả đời lão dùng để bốc mộ người khác, vậy khi lão chết ai sẽ bốc mộ cho lão? Nghĩ cảnh già neo đơn, chết nay sống mai, Đến khi chết cũng chẳng có người lo ma chay, đám dỗ. Rồi 3 năm sau ngày chết thì làm cho cái lễ bốc mộ, lão đâm tủi thân. Nhìn lại cảnh ngộ đáng thương của bản thân, lão lại càng chạnh lòng. Lão đã dùng đôi bàn tay của mình để rửa xương cốt cho người khác, nhưng xương cốt của lão sẽ bị ném ra bờ, ra bụi, rồi cũng để cho rắn rết côn trùng làm tổ mà thôi. Phút giây chạnh lòng nhanh chóng kết thúc khi lão Chín dần nhớ ra đêm nay phải đi bốc mộ cho bố chú Tư Thẹo, còn cần chuẩn bị nhiều thứ nên lão kéo tấm lếp cài lại rồi đụng đỉnh bước đi. Đúng 1:30 sáng, lão Chín dần đã có mặt tại nhà của chú thím Tư Thẹo. Lão đứng ngoài sân mà còn nghe tiếng con bé mướp sốt rên ừ ở trong nhà. Bảo sao chú thím Tư lại vội vã bốc mộ trong cụ như vậy. Về sơ qua khó khăn thì hôm nọ chú Tư Thẹo đến nhà đã kể rồi. Xong vừa nhìn thấy lão Chín dần, thím Tư cũng lại rơm rớm nước mắt kể lệ với lão. Nào là không chỉ con mướp ốm lên ốm xuống, công việc của chú Tư Thẹo cũng không được suôn sẻ. Thím Tư thấy bất an nên liền bàn với chồng. Đi xem thầy thì được thầy mách, chắc do mộ mà không yên, nên hôm bữa thím mới ra thăm mộ mẹ thì phát hiện ngôi mộ sụt hẳn xuống. Cỏ xung quanh đang xanh tốt cũng đột nhiên héo khô. Thím sợ hãi về nói với thầy. Thầy phán thím phải mau chóng làm cái lễ rồi tiến hành bốc mộ cho bà cụ ngay. Chuyện bà cụ đến chỗ mới thì may ra mọi thứ mới trở lại bình thường được. Biết trong làng lão Chín dần chuyên đi bốc mộ thuê, thế là thím bắt chồng phải chạy ngay sang nhờ cậy lão giúp, không thì thím ăn không ngon, ngủ không yên. Những việc trước đó như tìm địa điểm chôn tiểu quách mới hay khấn vái xin phép gia tiên, vợ chồng thím đều đã làm hết, giờ chỉ cần ra bốc mộ nữa là xong. Lão Chín dần nghe thấy cũng sốt ruột thay cho vợ chồng chú thím Tư, cũng chỉ biết động viên chú thím yên tâm, bốc mộ xong cho ông chắc sẽ không sao nữa cả. Những đồ đạc cần thiết cho phép việc bốc mộ, lão Chín dần cũng đã chuẩn bị chu đáo. Thím Tư nhìn lên bàn thờ, làn khói trắng nghi ngút bay lởn phởn bên trên bát hương làm thím khẽ rùng mình. Trong khi đó, lão Chín lại dán mắt vào 3 que hương đang cháy, căng thẳng đợi nó cháy hết để xuất phát. Bởi như thầy nói, khi hương cháy hết là lúc gia tiên cho phép được bốc mộ. Còn nếu đi trước hoặc sau khi hương cháy hết, chắc chắn việc bốc mộ sẽ không suôn sẻ, thậm chí gia đình chú thím còn có thể gặp vận xui. Cuối cùng 3 que hương trên bàn thờ cũng cháy hết. Lão Chín dần cùng vợ chồng chú thím liền lập tức di chuyển. Lão Chín và chú Tư của mình đi trước, thím Tư theo ngay sau đó. Những cơn gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh, quyện trong đó là những âm thanh rùng rợn khôn tả. Nghĩa địa tối tăm không một chút ánh sáng, không khí âm u lạnh lẽo bao trùm lên đoàn người đang di chuyển. Thím Tư đi sau cùng, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên, song vẫn cảm thấy xung quanh, đằng sau đang có ai đó đang đi cùng mình, hoặc cũng có thể ở phía trước. Thím càng nghĩ càng sợ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, trong khi đầu liên tục lắc nguẩy nguẩy để cố xua đi những hình ảnh khủng khiếp. Đến rồi. Cái giọng khàn đặc của lão Chín dần cất lên, vì lão đã đến đây kiểm tra, một lần lại nằm mơ thấy bản thân nằm dưới huyệt mộ này nữa, nên chẳng còn lạ gì chỗ này. Hai mắt lão nhìn thì lèm nhà lèm nhèm, nhưng trong bóng tối lại sáng như mắt cú mèo. Chính vì thế, lão thao tác rất nhanh, trong khi vợ chồng chú thím Tư Thẹo còn mải nhìn xung quanh. Thím Tư bị sợ quá mà núp hẳn vào nách chồng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thím Tư nhanh chóng đốt 3 que hương cắm trước mộ. Mùi hương thơm, nhưng chẳng hiểu sao lão Chín dần lại ngửi ra mùi máu tanh tưởi. Trong khi chú Tư cũng đã quỳ xuống trước mộ cùng vợ, thì lão Chín dần đặt chiếc làn đã xách từ nãy giờ xuống đất. Đầu tiên, lão lấy ra một tấm ni lông màu trắng trải xuống đầu tiên, tiếp đó là một tấm vải đỏ trải lên trên, một chai rượu trắng và một chai nước vang dùng cho việc rửa xương người cũng được lão lôi ra bày biện sẵn sàng. Chú thím Tư chỉ đứng nhìn, mặc dù những nghi thức này chú thím đều đã đọc qua, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cả hai run cầm cập, Hai răng va vào nhau lập khập. Đúng 2 giờ, hai vợ chồng chú thím Tư Thẹo quỳ xuống mộ bố, liên tục khấn vái, miệng lẩm bẩm lại bài khấn đã học thuộc lòng. Trong khi đó, lão Chín Dần cũng bắt đầu chạm tay vào nắp quan tài và từ từ mở ra. Ngay lập tức, mùi hôi thối từ bên trong sộc ra khiến lão có chút buồn nôn, phải bụm miệng lại kiềm chế. Nhưng khi thấy một thi thể người còn chưa phân hủy hết dưới huyệt mộ, lão cũng không chịu được nữa mà thốt lên mấy câu chửi thề. Trong khi đó, thím Tư đã tức nôn thốc nôn tháo, toàn thân mềm nhũn ra khuỵu xuống, hai mắt trợn ngược đầy kinh hãi. Lão Chín Dần hơi nhíu mày, sau đó dùng chai rượu trắng mang theo hắt xuống quan tài để xua hết đi âm khí. Tiếp theo, một cách thật thành thục, lão thò tay xuống dưới quan tài bốc thi thể người chết lên. Lão tiến hành rửa từng mảnh xương trắng héo bằng nước vang và xếp gọn gàng lên tấm vải đỏ. Khúc xương nào còn vướng chút thịt, lão dùng dao lóc hết rồi lại rửa xương bằng nước vang như ban đầu. Cứ như thế, lão làm lần lượt hết từng khúc xương người, cuối cùng cho tất cả vào bên trong một cái quách, đặt vào trong một cái tiểu. Lúc này chú Tư Thẹo mới đốt một bó hương to, trực tiếp cắm xuống huyệt mộ như một lời tạ ơn thổ địa nơi đây đã giúp cho việc bốc mộ được thành công. Sau đó tất cả di chuyển chiếc tiểu đến địa điểm chôn cất mới. Lão Chín Dần đi trước, chú Tư Thẹo dìu vợ lết theo sau. Sau khi đưa được chiếc tiểu chứa xương người chết đến chỗ mới và chôn cất, việc bốc mộ đến đây cũng xem như kết thúc. Lão Chín Dần nhận tiền công từ vợ chồng chú thím Tư Thẹo. Về được đến nhà cũng đã gần sáng, người lão mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ ngay. Tuy nhiên, một người đàn bà đã đứng ở đây chờ lão từ bao giờ. Vừa nhìn thấy lão Chín Dần, người đàn bà đã mỉm cười chạy tới, khẽ cúi đầu với lão. Lão Chín Dần cũng nhìn lại bà ta. Bà ta mặc thứ lụa mềm chứ không phải mảnh vải thô vá tấm như lão. Trên người bà ta cũng tỏa ra mùi thơm chứ không phải mùi hôi thối bốc ra từ người lão do lâu ngày không tắm. Tất cả những điều đó làm lão tự hỏi, người đàn bà sang trọng này là ai? Tại sao lại xuất hiện trước căn nhà tranh tồi tàn của lão? Hẳn đây là thầy Chín Dần phải không? Người đàn bà nói trước, xưng thầy với lão Chín Dần khiến lão có chút thấy không quen. Chị cứ gọi tôi là Chín Dần được rồi. Lão Chín Dần đáp lại. Mà chị đây là... Con là Út Nghĩa, con dâu của cụ Năm Hèn ở đầu làng thầy ạ. Hôm nay con sang đây là có chút việc muốn nhờ bà thầy Chín đây. Nghe người đàn bà nói vậy, lão Chín Dần cũng nhéo mày suy nghĩ. Lão không biết Út Nghĩa là ai, nhưng lại biết cụ Năm Hèn rất rõ. Cụ Năm Hèn vốn là địa chủ ở vùng này, nhà giàu nứt đố đổ vách. Cụ có 5 người con, 4 người con gái đầu và 1 người con trai út. Chính vì thế, sau khi cụ chết, của cải vườn tược đều thuộc về người con trai. Nhưng theo lão nhớ, con dâu cụ bị tai nạn cũng đã chết từ lâu lắm rồi mà. Chị bảo chị là con dâu cụ Năm. Lão Chín Dần thắc mắc liền hỏi. Nhưng sao tôi chưa thấy chị bao giờ nhỉ? Chị Út Nghĩa nghe lão Chín Dần hỏi, tự nhiên lại chột dạ, ánh mắt bỗng trở nên lấm la lấm lét. Dạ, thật ra con không phải là con dâu đầu của cụ Năm, mà là con dâu thứ 2 thầy ạ. Dạ thế, đến đây thì lão Chín Dần đã hiểu. Lão cũng chẳng quan tâm ra phải nhà cụ Năm Hèn làm gì, chỉ đang thắc mắc chị Út Nghĩa tới đây tìm lão có việc gì thôi. Nhưng có chuyện gì thì cũng phải mời người ta vào nhà đã. Nghĩ vậy nên lão Chín Dần đi trước, ra hiệu cho chị Út theo sau mình. Vào đến nhà, lão thắp cây đèn dầu lên, cũng may nó vẫn sáng được một chút. Chị Út Nghĩa được mời ngồi ở cái ghế mà trước đó chú Tư Thẹo đã ngồi, còn lão Chín Dần như thường lệ lại ngồi trong cái ổ chó quen thuộc. Rồi, giờ chị nói đi, có việc gì quan trọng mà chị phải sang tận đây vào sáng sớm như này vậy? Chị Út Nghĩa nhìn vào đôi mắt nhăn nheo của lão Chín Dần, có chút sợ hãi nhưng vẫn nói. Dạ, hôm nay con sang đây là có một việc muốn nhờ cậy thầy Chín, đó là nhờ thầy bốc mộ giúp bố chồng con. Vì con đi xem thầy phong thủy thì người ta bấm tay bảo đêm nay phải làm luôn, nên con mới vội vã sang đây tìm thầy Chín đó ạ. Lão Chín Dần tuy tuổi đã cao nhưng tai vẫn còn thính, nghe không sót một từ nào của chị Út Nghĩa. Lão nhẩm tính, cụ Năm Hèn chết cũng cách đây 7 năm rồi, mà bây giờ con cái mới tính chuyện bốc mà. Vậy chắc hẳn mộ của cụ là mộ kết rồi nên mới để lâu như vậy. Thế chắc chị và thầy Pháp cũng đã đi xem mộ cho ông cụ rồi phải không? Thầy Pháp nói cái mộ đó đã bốc được chưa? Nghe lão Chín Dần hỏi, chẳng hiểu sao chị Út Nghĩa lại trở nên lưỡng lự, hai tay đan vào nhau vẻ khó xử. Ánh mắt chị nhìn ra ngoài. Lúc này mặt trời đang lên, ánh sáng soi rõ nét hốt hoảng trong mắt chị. Chị Út... Lão Chín Dần hỏi tiếp. Tôi đang hỏi chị mộ đã bốc được chưa? Sao chị không trả lời? Tiếng gọi của lão Chín Dần làm chị Út Nghĩa giật nảy mình, lắp bà lắp bắp nói. Dạ, bốc được rồi thầy ạ. Những tưởng thế là xong, tuy nhiên đúng lúc này lão Chín Dần chợt nhìn vào trong buồng. Qua tấm vải đỏ thẫm, cục sắt dỉ lại đang phát sáng, khiến hai mắt lão trợn trừng, cơ mặt nhăn nheo dồn về một chỗ. Chị Út Nghĩa thấy vậy cũng nhìn theo, nhưng thứ trước mắt chị chỉ là một màu đen tối thui, hoàn toàn không thấy thứ mà lão Chín Dần đang thấy. Cơn khó thở tìm đến, lão Chín Dần bắt đầu thở gấp khiến chị Út Nghĩa cũng tái xanh mặt. Lão cố kiềm chế nói với chị Út. Nói thật với chị, tôi vừa mới đi bốc một mộ về xong. Trong người còn thấy rất mệt nên chắc đêm nay tôi không đi bốc cho cụ Năm Hèn được. Chị thông cảm. Chị Út Nghĩa nghe vậy, thoáng chút thất vọng, song vẫn cố thuyết phục lão Chín Dần. Chị lấy từ trong người ra một túi vải nặng chiếu những đồng xu đưa ra trước mặt lão Chín. Nếu thầy giúp con, thì số tiền này sẽ là của thầy. Nhìn thấy đống tiền, lão Chín Dần bỗng trở nên do dự. Chỗ kia phải bằng tiền công lão bốc cả trăm cái mộ. Nhưng mắt nhìn cục sắt dỉ lại cũng sợ. Lão Chín Dần suy nghĩ một hồi, quyết định nói với chị Út. Thôi được rồi, là tôi nghĩ đến tình làng nghĩa xóm với cụ Năm Hèn trước đây nên mới đồng ý. Bây giờ chị cứ về đi, đúng 1 giờ đêm tôi sẽ có mặt tại nhà chị. Đúng giờ hẹn, lão Chín Dần đã có mặt tại nhà của cụ Năm Hèn. Nhìn cơ ngơi nhà cụ, lão Chín Dần không khỏi choáng ngợp. Chẳng thế mà chị Út, con dâu cụ lại trả công cho lão cao như vậy. Lúc này chị Út Nghĩa với chồng mới đi từ trên lầu xuống. Nếu chị Út Nghĩa tỏ ra lễ phép bao nhiêu thì con trai cụ Năm Hèn lại khinh khỉnh bấy nhiêu. Anh ta chẳng thèm nhìn lão Chín Dần lấy một cái, thản nhiên ngồi xuống ghế rót trà uống, trong khi chiếc chén của lão vẫn trống không. Chị Út cũng nhận ra thái độ của chồng không phải, bèn nhanh trí rót nước cho lão Chín Dần. Dù gì thì cả làng này cũng chỉ có mỗi mình lão làm nghề bốc mộ. Bây giờ lão mà đổi ý thì công việc của vợ chồng chị xem như bể cả. Khác với chú thím Tư sẽ trực tiếp đến mộ của người thân để quan sát quá trình bốc mộ, thì lần này chị Út Nghĩa giao toàn quyền cho lão Chín Dần. Vợ chồng chị chỉ khấn vái ở nhà. Khác với chú thím Tư sẽ trực tiếp đến mộ của người thân để quan sát quá trình bốc mộ, thì lần này chị Út Nghĩa giao toàn quyền cho lão Chín Dần. Vợ chồng chị chỉ khấn vái ở nhà. Ban đầu lão cũng cảm thấy điều này không ổn. Theo tín ngưỡng tâm linh cũng có vẻ không hợp lý lắm. Nhưng cuối cùng lão cũng chỉ là người làm thuê, chỉ có thể làm việc theo lệnh của người đã thuê hắn mà thôi. Theo lời thầy phong thủy, đúng 3 giờ sáng là giờ đẹp để tiến hành sang cát, nên từ giờ đến lúc đó họ còn khá nhiều thời gian. Trong lúc vợ chồng chị Út Nghĩa nói chuyện với nhau, lão Chín Dần lại để ý đến bức di ảnh của cụ Năm Hèn trên bàn thờ. Chẳng hiểu sao lại thấy có sợ sệt. Bỏ qua bức ảnh, lão bắt đầu nghĩ về việc bốc mộ cho cụ Năm Hèn đêm nay. Chống ngực chợt đánh liên hồi, lão cũng đồng thời nhớ ra gì đó, bất ngờ hỏi vợ chồng chị Út Nghĩa. Nhưng nếu xác cụ chưa tiêu hẳn thì sao? Làm gì có chuyện đó, chị Út Nghĩa nói giọng điệu hiểu biết. Hầu như sau 3 năm là xác chết đều đã tiêu hết rồi. Cũng bởi vậy mà người ta mới lấy mốc đó để tiến hành bốc mộ cho người thân. Cũng có trường hợp sau 3 năm cơ thể chưa tiêu hết hẳn, nhưng còn thì cũng chỉ có một chút thôi. Huống hồ bố chồng con đã chết 7 năm rồi, nên chắc chắn là đã tiêu hết hoàn toàn. Lão Chín Dần nói vậy cũng yên tâm một chút, nhưng chẳng hiểu sao lão vẫn nghĩ về trường hợp đó. Lúc này ánh mắt hắn lại vô thức tìm đến bức ảnh của cụ Năm Hèn trên bàn thờ lần nữa. Hình ảnh cục sắt gì cũng sượt qua tâm trí, khiến lão vô thức giật mình. Đến giờ bốc mộ, lão Chín Dần liền lục đục tay xách nách mang, chuẩn bị xuất phát. Lúc này chị Út Nghĩa cũng thắp hương đưa cho chồng, còn chuẩn bị bài khấn mà người ta vẫn đọc, xin phép tổ tiên trước khi tiến hành bốc mộ, được ghi trong một tờ giấy. Chồng chị Út Nghĩa miễn cưỡng làm theo vợ, nhưng lão Chín nhìn chẳng nhìn ra vẻ gì là thành tâm cả. Người làm nhà chị Út dẫn lão Chín Dần tới mộ của cụ Năm Hèn. Tuy nhiên, ngay khi vừa quan sát, lão đã vội vàng nói với người làm nhà bác Nghĩa: ngôi mộ này là mộ kết nên không có bốc mộ được đâu. Tiếp đó, lão giải thích cho người ở là có cây xung quanh ngôi mộ rất xanh tốt, là biểu hiện của mộ kết nên không nên tiến hành bốc mộ được. Tuy nhiên, người làm lại nói với lão: ông cứ bốc đi, ông chủ dặn đi dặn lại kiểu gì hôm nay cũng phải bốc xong mộ cho cụ Năm Hèn. Nhưng mà... lão Chín Dần thêm vào: mộ kết mang vượng khí, nếu cứ cố tình bốc sẽ có chuyện xấu xảy ra với gia chủ, nên bà... Sao ông lằng nhằng thế nhỉ? Người làm đột nhiên gắt gỏng: bốc thì cứ bốc đi, hai ông nghĩ tiền đã nhận rồi nên giờ định kiếm cớ chạy làng. Bà nói kiểu gì vậy? Lão Chín Dần nhăn mặt đau khổ, định giải thích cho người làm hiểu. Tuy nhiên sau đó lại thôi. Người đàn bà này nói không sai, lão chỉ là người làm thuê, nhận tiền của người ta rồi thì phải làm theo ý người ta. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra thật thì cũng sẽ gieo xuống nhà gia chủ. Lão đã có ý khuyên nhưng gia chủ không nghe thì cũng đành chịu. Quyết vậy, lão Chín Dần liền thắp hương quỳ lại bốn phương tám hướng, cầu xin thổ địa cho phép đào mộ người chết. Sau đó đúng 3 giờ sáng, lão tiến hành mở nắp quan tài. Tuy nhiên, ngay khi nắp quan tài vừa được mở ra, cả lão Chín Dần và người làm nhà chị Út Nghĩa đều hét lên kinh hãi, ngã vật ra đằng sau. Dưới huyệt mộ có một ít nước tràn vào, và nổi lành phành trên đó là một xác chết chưa tiêu. Nói chính xác hơn là chưa tiêu hết. Cả thân dưới của xác chết đều đã tiêu sạch sẽ, trở lại bộ xương trắng héo. Nhưng cái đầu của người chết thì vẫn còn nguyên, cứ như thể người đó chỉ đang nhắm mắt ngủ thôi vậy. Từ khi bắt đầu nghề bốc mộ này, đây là lần đầu tiên lão Chín Dần gặp trường hợp này, nên lão cũng vô cùng kinh hãi. Người làm cũng câm nín không nói được gì, hai mắt trố nhìn như sắp rơi hẳn ra ngoài. Bây giờ phải làm sao? Lão Chín Dần run lẩy bẩy. Như thế này thì làm sao mà bốc mộ được? Hay tôi với bà cứ trở về bàn lại với vợ chồng chị Út Nghĩa xem sao đã. Không được. Người làm nghe vậy liền lên tiếng: tôi không biết ông làm cách nào, nhưng chắc chắn đêm nay phải hoàn thành việc bốc mộ theo lời của ông chủ. Nhưng bà cũng nhìn thấy rồi đó, lão Chín Dần tức tối nói. Không phải tôi không muốn bốc, mà là không thể bốc được. Đó là việc của ông. Người làm chốt hạ một câu rồi lùi vào một góc, tiếp tục thở gấp. Lão Chín Dần thì tỏ ra bất lực vô cùng. Lão hiểu nếu bây giờ muốn tiếp tục bốc mộ thì phải dùng lửa đốt cháy hết thịt đi, rồi mới tiến hành rửa xương cốt được. Nhưng nhìn cái đầu lù lù thế kia, lão làm sao mà dám. Lão Chín Dần nhìn người làm nhà chị Út Nghĩa một lần nữa, thầm hy vọng bà ta sẽ đổi ý. Nhưng mặt bà ta vẫn lạnh tanh, không hề để tâm tới trạng thái của lão bây giờ. Lão Chín Dần do dự một lúc, biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác, lão đành lừ lừ đi tới, đổ dầu xuống cái đầu của cụ Năm Hèn. Âm thanh kê sởn vọng tới đại não khiến mọi giác quan của lão đều ngừng hoạt động, ngay cả hơi thở lão cũng đang cố nín lại. Tiếp đó lão châm lửa đốt cái đầu, lửa cháy bùng lên một cách dữ dội. Lão nhìn đầu cụ Năm Hèn đang bị cháy ngùn ngụt trong lửa đỏ mà buồn rùn tay chân. Nhưng lão vẫn phải canh để lửa chỉ cháy hết thịt mà không phạm đến xương. Cuối cùng, chiếc xỏ người đen sì cũng lộ ra. Lão lúc này cũng khuỵu xuống, mắt trợn trừng, tay đùn rẩy cầm chiếc xỏ lên rửa bằng nước vang. Lão vừa giống như đã giết người vậy. Sau đêm hôm đó, lão Chín Dần trở về nhà thì lăn đùng ra ốm. Bố thằng Tí chạy sang nhà lão có việc, tình cờ thấy lão nằm bất động một đống ở giữa nhà. Ban đầu anh còn tưởng là lão lại say, nhưng lại không ngửi thấy mùi rượu. Lúc kiểm tra mới phát hiện người lão lạnh toát, hơi thở cũng yếu ớt như sắp tắt thở đến nơi. Bố thằng Tí nhanh chóng gọi thầy lang đến bắt mạch cho lão Chín Dần, nhưng thầy lang cũng chỉ bảo lão mệt quá, nghỉ ngơi và cho ăn uống là khỏi ngay. Anh chạy về sai vợ nấu cho lão Chín Dần bát cháo trắng. Anh cho lão ăn xong thì đợi lão tỉnh mới dám trở về. Lúc lão Chín Dần tỉnh lại thì trời cũng đã tối khuya. Bố thằng Tí nhanh chóng đi về. Căn phòng tối đen, cuối cùng chỉ còn mình lão. Lão Chín Dần ngồi co rúm trong cái ổ chó, không ngừng rên rỉ, mắt lâng lâng nước, mũi khụt khịt như chừng sắp tắt thở đến nơi. Lão cứ ngồi như vậy, đầu óc vẫn nghĩ mãi về thi hài của cụ Năm Hèn, toàn thân lại lạnh toát. Bất ngờ, ánh mắt lão nhìn vào trong buồng và đập vào cục sắt gì. Nó lại đang phát sáng. Lão Chín Dần run bần bật, xong lần này lão lại không chọn chạy trốn. Lão vùng dậy xông vào trong buồng, tay dứt khoát cầm lấy cục sắt gì mà lao ra khỏi nhà. Thứ ma quỷ này đã ám lão. Lão Chín Dần nghĩ vậy nên lão quyết định đem vứt nó đi. Lão Chín Dần đi như chạy, chẳng để ý xung quanh đã tối đen từ bao giờ. Lúc lão ngẩng đầu lên thì trước mặt chỉ toàn là bóng đen. Lão vô thức quay sang phải, chân ngay lập tức mềm nhũn cả ra, vô thức bước lùi vì đó là nghĩa địa, nơi lão đã chứng kiến và tiến hành bốc mộ người chết. Cơ thể lão Chín Dần cứng đơ, lạnh cóng, hai mắt mở trừng trừng sợ hãi. Lão cố trấn át nỗi sợ hãi đang lớn dần, bắt bản thân phải giữ bình tĩnh để đi tiếp. Nhưng đúng lúc này, lão bỗng nhớ ra nghĩa địa cách rất xa nhà lão. Không lý nào lão chỉ vừa mới đi một chút đã thấy ngay. Càng nghĩ, lão Chín Dần càng sợ. Tiếng gió hiu hiu thổi cũng khiến lão rợn người. Những âm thanh chẳng rõ ràng vọng tới tai hắn, lúc như tiếng khóc, khi lại như tiếng cười, khiến đầu lão như muốn nổ tung. Lão Chín Dần cố kiềm chế nỗi sợ hãi kinh hoàng, tự nhủ chắc chắn đây chỉ là ảo giác, rằng bên phải lão chắc chắn không phải là nghĩa địa mà chỉ là một cánh đồng, nếu như lão nhớ không sai. Tuy nhiên, khi lão nhìn lại một lần nữa, bên phải lão vẫn là nghĩa địa tối thui. Thỉnh thoảng có chút ánh sáng lờn vờn, thoát ẩn thoát hiện mà lão không biết là thứ gì. Lão Chín Dần lùi về sau mỗi lúc một sâu, đến khi không thể lùi tiếp được nữa, bởi có thứ gì đó đang ở phía sau lão. Thứ đó nóng gian, cảm tưởng có thể thiêu cháy cơ thể lão ngay lập tức. Lão Chín Dần không chịu đựng nổi, tiến về phía trước. Xong, hình như thứ đó đã bám chặt lấy lão. Lão không có cảm nhận gì về sự tiếp xúc, chỉ thấy cơn nóng sau đầu mình mỗi lúc một dữ dội hơn. Đầu hắn sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Đầu bốc hỏa, lão Chín Dần đang chạy thì bất ngờ khựng lại khi nhớ tới chiếc đầu của cụ Năm Hèn bị lão đốt cháy để có thể tiến hành bốc mộ suôn sẻ. Chẳng lẽ là... Không thể. Lão Chín Dần tự lắc đầu nguẩy nguẩy, cho rằng bản thân đang nghĩ gàn dở. Cái gì mà vong hồn của cụ Năm Hèn tìm lão trả thù? Đã 7 năm trôi qua rồi, không lẽ vong hồn cụ còn chưa siêu thoát? Dù đã tự trấn an bản thân mình như thế, lão vẫn sợ mà quỳ hẳn xuống đường, tay chắp lại, miệng liên tục cầu xin. Tôi xin cụ hãy tha cho tôi. Tôi không có cố ý hại cụ. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi. Người ta kêu tôi đốt thì tôi đốt. Tôi không biết gì cả, nên xin cụ tha cho tôi. Tha cho tôi. Lão Chín Dần vừa dứt lời, cơn nóng như thiêu đốt sau cổ đã biến mất. Cứ như thể lời cầu xin của lão đã ứng nghiệm vậy. Lúc này, lão Chín Dần mới hoảng hồn nhận ra, chân tay run lẩy bẩy. Lão vùng bỏ chạy, xong lại bất ngờ đứng khựng lại, mắt thao láo hướng vào nghĩa địa. Ngay ở vị trí của cụ Năm Hèn, một ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt. Ở giữa ngọn lửa là cái đầu của cụ Năm mà cả đời này lão cũng không bao giờ quên được. Lão Chín Dần về đến nhà đã lao thẳng vào cái ổ chó. Lão ôm chặt cứng đống rẻ rách trong người, thở gấp gáp như vừa bị ma đuổi vậy. Đang định nhắm mắt ngủ, đột nhiên mắt lão lại nhìn vào trong buồng. Ngay lập tức, hai mắt lão trợn trừng khi cục sắt gì mà lão ngỡ đã đánh rơi ở nghĩa địa đã lại xuất hiện ở trên bàn thờ và cũng đang phát sáng. Lão Chín Dần sợ đến nỗi không dám nhúc nhích cơ thể, đang định quay người sang hướng ngược lại để không phải nhìn thấy thì cục sắt bỗng bốc cháy ngùn ngụt khiến lão chết đứng. Ngọn lửa ấy giống y hệt ngọn lửa mà lão đã dùng để thiêu đầu của cụ Năm Hèn. Một tiếng hét kinh hãi vang lên trong căn nhà tranh rách nát rồi im bặt. Tấm liếp rơi bịch xuống nền đất, gió thì nhau thốc vào trong, lạnh cóng. Sáng ngày hôm sau, lão Chín Dần quyết định đến nhà chị Út Nghĩa để hỏi cho ra nhẽ. Cả tối hôm qua, lão đã sợ đến nỗi không ngủ được, nghĩ kiểu gì cũng chắc chắn rằng trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Đứng trước căn nhà rộng lớn nhà chị Út Nghĩa, lão Chín Dần vô cùng lo lắng. Lão không biết bản thân có đang đi quá xa hay không, nhưng nếu muốn thoát khỏi những hình ảnh quỷ dị đó thì chỉ còn cách này. Trừ khi vong hồn của cụ Năm Hèn siêu thoát thì lão mới mong quay trở lại cuộc sống bình thường được. Người làm hôm bữa cùng lão đi bốc mộ xuất hiện và mở cửa cho lão. Vẫn cái gương mặt hầm hầm cáu kỉnh như hôm bữa, song bây giờ điều đó không còn khiến lão để tâm nữa. Sáng nay chỉ có mỗi chị Út Nghĩa ở nhà, còn chồng chị thì đã ra ngoài có công chuyện. Vốn dĩ việc bốc mộ đã xong rồi nên chị Út Nghĩa cũng có thể không cần quan tâm, nhưng vì lão nài nỉ quá nên chị cũng đành chấp thuận. Thầy có chuyện gì sao à? Chị Út Nghĩa lên tiếng trước, tay đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Vì con cũng không có nhiều thời gian nên phiền thầy nói nhanh giúp con. Chị Út Nghĩa vừa dứt lời, lão Chín Dần đã nhìn thẳng vào mắt chị. Tối qua tôi đã nhìn thấy vong hồn của bố chồng chị. Lão Chín Dần vừa nói vừa chú ý quan sát thái độ của chị Út Nghĩa. Ngay khi lão vừa nhắc đến vong hồn của cụ Năm Hèn, tách trà trên tay chị Út Nghĩa đã lập tức rơi xuống sàn nhà, làm trà nóng bắn cả lên chân người chị. Tay chị run rẩy trong không trung, cơ mặt co rúm cả lại, trong khi đó hai mắt lại trợn trừng nhìn lão. Cái gì? Út Nghĩa lắp bắp hỏi lại. Thầy vừa nói nhìn thấy gì cơ? Vong gì? Của ai? Là vong hồn của cụ Năm Hèn, người đã chết cách đây 7 năm mà vừa mới hôm nọ chị đã nhờ tôi bốc mộ đấy. Lão Chín Dần nói một cách rành mạch, chẳng hiểu sao lúc này lại không cảm thấy sợ khi nhắc đến vong hồn nữa. Ở chiều ngược lại, chị Út Nghĩa lại trở nên mất bình tĩnh. Hai bên thái dương đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Ánh mắt chị vô thức nhìn lên bàn thờ. Bức di ảnh bố chồng đập ngay vào mắt, khiến toàn thân chị run lẩy bẩy. Tôi nghĩ việc đó có nguyên nhân nên muốn đến đây hỏi chị. Lão Chín Dần nói tiếp. Ý thầy là gì? Tôi cho rằng cụ Năm Hèn đã chết oan nên linh hồn chưa siêu thoát. Nhưng bố chồng tôi đã chết được 7 năm rồi. Tôi cũng thấy lạ. Lão tỏ ra đăm chiêu, nhưng cũng không thể giải thích được. Đến đây cả căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng. Lão Chín Dần vẫn quan sát chị Út Nghĩa, nhưng ngoài sự ngạc nhiên và sợ hãi tột độ ra, không còn cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt kia cả. Cứ cho việc thầy nhìn thấy vong hồn bố chồng con là thật đi. Chị Út Nghĩa đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bèn hỏi lại. Nhưng sao ông ấy không đến tìm con mà lại đến tìm thầy cơ chứ? Lão Chín Dần suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói ra suy luận của mình. Tôi nghĩ do vào cái đêm bốc mộ cho cụ Năm Hèn, chính tôi là người đã đốt chỗ thịt còn chưa tiêu hết của cụ, nên cụ mới oán giận mà tới tìm tôi chăng? Cái gì? Chị Út Nghĩa bất thình lình đứng dậy, gương mặt vô cùng giận dữ. Thầy vừa nói gì cơ? Nói lại con nghe xem nào. Tôi tưởng chị người làm đã kể lại hết với chị rồi chứ. Lão Chín Dần vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của chị Út Nghĩa. Con phải biết gì? Con không biết gì cả. Lúc này chị Út Nghĩa mới lớn tiếng gọi người làm vào. Trước thái độ giận dữ của bà chủ, người đàn bà lập tức quỳ rụp xuống sàn nhà, nước mắt ngắn dài kể lại tất cả sự việc. Từ việc cái xác của cụ Năm Hèn chưa tiêu hết mà còn lại cái đầu, đến việc bà ta nói dối rằng chính chị Út Nghĩa ra lệnh cho bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành việc bốc mộ trong đêm đó. Chị Út Nghĩa nghe người làm nói mà không đứng dậy nổi, tay phải vịn vào thành ghế run lập cập. Gương mặt chị nhăn rúm vì giận dữ, hai mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người làm ngay lập tức. Ai? Chị Út Nghĩa gầm gừ. Ai đã ra lệnh cho bà làm như vậy? Bà chủ, người đàn bà khóc lóc. Tôi... Nói mau, nếu không tôi giết bà. Người làm nước mắt ngắn dài, hết nhìn lão Chín Dần rồi nhẹ nhìn chủ nhân của mình. Sau cùng, bà ta cụp đầu hẳn xuống, nói trong tiếng nấc. Là ông chủ đã bắt tôi làm như vậy. Tôi chỉ làm theo sự sai bảo thôi. Xin bà chủ hãy tha cho tôi. Chồng chị Út Nghĩa đi đến tận tối đêm mới về, nhưng khi anh ta bước vào nhà vẫn thấy vợ thức đợi. Cảm thấy có chút không đúng, vì bình thường giờ này vợ anh ta đã ngủ từ lâu rồi. Dù vậy anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế, miệng kêu người làm mang cho anh ta một ly sữa ấm. Tôi cho bà ta nghỉ rồi. Chị Út Nghĩa lên tiếng khi thấy chồng gọi người giúp việc mãi không được. Tại sao? Chồng chị Út Nghĩa hỏi. Chẳng phải bà ấy đang làm rất tốt công việc của mình sao? Mấy hôm trước cô còn khen bà ấy nữa mà. Đó là mấy hôm trước. Chị Út Nghĩa bỗng trở nên gắt gỏng. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra bà ta dám đâm sau lưng tôi. Chính vì thế tôi đã cho bà ta nghỉ việc. Đã có chuyện gì xảy ra mà cô có vẻ nghiêm trọng vậy? Chồng chị Út Nghĩa cảm nhận được việc chẳng lành, vội vàng đến bên vợ hỏi han. Tuy nhiên, khi anh ta vừa mới chạm vào cánh tay chị đã lập tức bị chị Út Nghĩa hất ra không thương tiếc. Chuyện gì ư? Anh có dám hỏi tôi chuyện gì ư? Chẳng phải anh phải là người biết rõ hơn tôi sao? Anh đã ra lệnh cho bà ta làm gì sau lưng tôi vào cái đêm bốc mộ cho bố anh? Anh thật sự không nhớ sao? Người thợ bốc mộ đã nói mộ của bố anh là mộ kết, không thể bốc. Và sự thật là xác ông ấy vẫn chưa tiêu hết, nhưng vì nghe sự sai bảo của anh mà nghi lễ bốc mộ vẫn được diễn ra. Để rồi vong hồn bố anh không yên phải về tìm người ta than khóc. Những chuyện đó không phải do anh gây ra sao? Và bây giờ anh còn ở đây giả ngu với tôi hả? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao mà ông lại đối xử với bố ruột của mình như vậy? Chị Út Nghĩa nói một tràng, ánh mắt cay đắng. Lúc này người chồng mới nghiến răng ken két. Nghe đến đâu da gà nổi hết lên đến đó. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, anh ta cũng không còn gì để che giấu. Nhưng thay vì tỏ ra hối hận, sau khi bình tĩnh lại, anh ta lại nhìn thẳng vào mắt vợ mà nói. Hóa ra là cô biết hết rồi. Vậy thì tôi cũng không cần phải cố giấu giếm làm gì nữa. Phải, chính tôi là người đã bảo người ở dặn cái lão bốc mộ thuê như vậy đấy. Mà còn một điều cô còn chưa biết nữa kìa. Đó là từ trước đó tôi đã đi thăm mộ của lão già ấy và phát hiện ra là mộ kết không thể bốc trong năm nay. Nhưng tôi đã không nói cho cô biết. Anh nói gì? Chị Út Nghĩa không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhìn chồng đầy căm phẫn. Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với bố đẻ mình như vậy? Chẳng phải cơ ngơi này đều là của ông cụ để lại cho anh sao? Chị Út Nghĩa vừa dứt lời, một tràng cười man dở đã vang lên. Lúc này chồng chị mới nhìn thẳng vào mắt chị, nước mắt đột nhiên trào ra. Phải, cô nói không sai. Gia sản này đều là của lão để lại cho tôi. Nhưng cô biết lão đã lấy đi của tôi những gì không? Cô có biết không? Chồng chị Út Nghĩa gào lên như con thú hoang. Hai mắt long sòng sọc khiến chị vô cùng sợ hãi. Chị đương nhiên không biết. Bởi không biết nên bây giờ chị mới đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không để chị Út Nghĩa phải đợi lâu, lão chồng đã nói tiếp, giọng vô cùng cay đắng. Chính là vợ và con tôi. Lão già đó đã giết vợ và con tôi. Cô hiểu chưa? Câu nói của chồng khiến chị Út Nghĩa gục ngã hoàn toàn. Đầu óc chị đau như búa bổ. Chị cố suy nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó. Chẳng lẽ là... Phải. Người chồng dường như đoán được chị Út Nghĩa đang nghĩ gì, bèn cắt ngang. Chính lão già ấy đã đuổi vợ tôi ra khỏi đường trong lúc cô ấy đang mang thai đứa con của tôi. Và sau khi cô ấy chết, lão đã bắt tôi cưới cô vì hai gia đình chúng ta mới môn đăng hộ đối. Nhưng lão không biết, trái tim tôi cũng đã chết từ ngày đó rồi. Đến đây chị Út Nghĩa đã hiểu ra tất cả. Chị tự nhiên thấy đau xót cho chính mình. Khi bao lâu nay vẫn yêu và hầu hạ người đàn ông này hết mực, mà không biết trong trái tim anh ta không hề có cô. Bây giờ chỉ có người chồng đang phát điên, còn chị Út Nghĩa đang ngồi yên bất động như người chết. Chỉ có những hơi thở vẫn phả ra đều đều. Chị cho rằng việc làm ăn của chồng không thuận lợi là do mồ mả tổ tiên không yên, nên nghĩ việc bốc mộ sẽ làm hóa giải tất cả. Nhưng cuối cùng mọi việc lại không diễn ra như vậy. Bóng đêm và máu tươi phủ trọn lấy căn nhà khang trang vào đêm hôm đó. Không ai biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng ngôi nhà từ đó không còn có người ở. Có người nói vợ chồng chị Út Nghĩa đã ly hôn đường ai nấy đi. Người chồng không biết đi đâu, trong khi chị Út Nghĩa thì vào chùa ở, ngày ngày tụng kinh sám hối thay cho chồng, cầu cho linh hồn bố chồng mau chóng được siêu thoát. Lão Chín Dần từ khi trở về từ nhà chị Út Nghĩa thì khỏi bệnh hẳn, thần trí vô cùng minh mẫn. Một hôm nọ, lão đến trước bàn thờ của bố mẹ thắp nhang và cầu khấn. Xong xuôi, lão nhìn chằm chằm cục sắt gì trên đó. Một lúc sau thì cầm đi ra khỏi nhà. Lão tìm đến nhà bố thằng Tí, thấy anh đang phân loại phế liệu. Lão chìa ra cục sắt gì cho anh, bảo lão trả lại không cần nữa. Cũng tại đây, bố thằng Tí cũng mới kể cho lão Chín Dần nghe, người đi nhặt sắt vụn đã nhặt được cục sắt ở gần mộ cụ Năm Hèn. Có thể là một vật gì đó mà các cụ thầy Pháp dùng để trấn yểm vong hồn. Hóa ra là như vậy. Lão Chín Dần thở dài thều não, rồi chào bố thằng Tí trở về. Lão đi qua nghĩa địa, mắt hướng tới vị trí ngôi mộ của cụ Năm Hèn trước đó. Những hình ảnh kinh khủng về cái đêm bốc mộ cho cụ lại từ từ hiện ra. Lão Chín Dần rùng mình, gáy như có ai đó vừa thở hơi lạnh vào, nhưng sau đó cũng chỉ thở dài và bước đi tiếp. Từ đó trở về sau, chẳng ai còn thấy lão Chín Dần đi làm nghề bốc mộ nữa. Ngôi nhà tranh của lão cũng trống không, không có người ở. Lão Chín Dần đã bỏ đi, còn đi đâu thì chẳng ai biết. Tuy nhiên, làng quê nghèo vẫn chưa thôi những câu chuyện rùng rợn, kinh dị. Bởi lão Chín Dần sẽ lại có những người bốc mộ thuê xuất hiện. Vì mưu sinh hay vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, hành trình đó vẫn không hề kết thúc, cũng giống như sự tồn tại vĩnh viễn của sự sống và cái chết vậy. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai trên khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.